Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Chúng ta quay qua người phía trước, quay người bên hông đi. Chúng ta để cái tay trên vai người đó. Massage cho người đó nha. Quay qua người kế bên, rồi nằm ngược lại. Nằm ngược lại, dỗ dài cái vai. Để cho họ tỉnh lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Ai chưa được bóp vai đâu, giơ tay lên giùm tôi. Nếu chưa thì có người nào thấy chưa được bóp vai đến bóp vai người đó giùm tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Nào, Thi Thiên 103 câu 3 nói thế này: Chính Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi tôi. Cái câu kế tiếp là gì biết không? Chữa lành mọi bệnh tật. Khi mà tất cả tội lỗi chúng ta được tha thứ thì tất cả mọi bệnh tật cũng được chữa lành. Rất là đơn giản. Quý vị sẽ thấy là nhiều cái bệnh tật mà nhiều năm mình cầu nguyện mà không hết á. Qua cái này, nếu mà thật sự trong tờ giấy quý vị xưng nhận tội với Chúa, để dành một chút xíu thời gian hỏi Chúa còn cái điều gì, chúng ta được lành ngay vậy nè. Nào, khi chúng ta đến với Chúa, hạ mình xuống ăn năn tội lỗi mình, những điều quý vị trước đây cầu nguyện chưa trả lời, Chúa trả lời như vậy nè. Thật đó. Thành ra trong sự cầu nguyện giải cứu cho một số người, chúng ta cầu nguyện cho họ, nhưng mà bởi vì có rất nhiều thứ trong cuộc đời của họ, và những điều này nó ẩn giấu trong nhiều năm, cho nên ông mục sư hay người nào đó phải cầu nguyện với Chúa, bày tỏ ra từng cái, thành tốn rất là nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta hạ mình xuống, Chúa chỉ cho con biết, thế nên ơi, con còn gì nữa trong con? Đó với là xin Chúa tha thứ cho con cái lỗi con không biết. Nhiều khi chúng ta phạm nhiều quá, chúng ta không nhớ luôn nữa. Tôi nói thật điều này. Và ngay cả tôi là mục sư, thỉnh thoảng tôi cũng trở lại, tôi tự làm cho mình. Bởi tôi luôn muốn xin Chúa giúp cho mình, để mình không có một cái chỗ nào là cái chỗ ma quỷ nó đến và nó kiện cáo mình. Để tôi giải thích thêm chúng ta một chút xíu điều này nữa, trước khi chúng ta bắt đầu, để quý vị bắt đầu nghiêm túc với tờ giấy của mình hơn. Satan là một kẻ kiện cáo. Chúa Giêsu là đấng biện hộ cho chúng ta. Đức Chúa Cha là quan án công bình. Cho nên nếu mà Đức Chúa Cha ở tại đây và Ngài muốn ban phước cho chúng ta, nhưng mà Satan cứ kiện cáo chúng ta. Tôi hỏi quý vị thế này, quý vị có thương con mình cách mấy đó, nhưng mà nếu hàng xóm mà lại mà cứ mét con mình hoài, quý vị làm gì? Đánh không? Đánh chứ. Tại có người cứ thương mình hoài, kiện mình hoài với đứa con của mình. Mặc dù mình không muốn đánh nó, nhưng cũng phải đánh nó. Nhưng mà đồng thời chúng ta có một Chúa Giêsu ở bên cạnh biện hộ cho chúng ta, và Ngài cũng là đấng chết thay cho tội lỗi chúng ta. Cho nên khi chúng ta xin tội mình, thì Chúa là thành tín công chính, Ngài tha thứ hết tội lỗi chúng ta. Nhưng mà không phải chỉ tha hết mọi tội lỗi chúng ta không mà thôi, mà Ngài rửa sạch nữa. Rửa sạch có nghĩa là Ngài thanh tẩy hết tất cả mọi tội lỗi chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Cho nên tin lành không phải tin để làm lành. Tin lành hoàn toàn không phải tin để làm lành. Tin lành là tin tức tốt lành mà Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời xuống thế gian này chết thay tội lỗi chúng ta. Sau 3 ngày Chúa Giêsu sống lại để chúng ta tin Ngài, mọi tội lỗi chúng ta được tha thứ, và chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và tội lỗi trong quá khứ chúng ta đã được tha thứ. Không cần biết chúng ta làm gì, giết người, trộm cắp, tà dâm, mà hãm hiếp bất cứ điều gì đó, nghiện ngập, Chúa tha thứ. Sau khi Chúa tha thứ xong, Chúa làm sạch chúng ta, và Ngài làm mới lại cuộc đời của chúng ta. Đó tại sao chúng ta biết những như mục sư Lê Minh Phương, mục sư Nam Bức Trung là những tay mà trước đây làm những đại ca, những người chuyên môn làm được ác. Chúa thanh tứ, Chúa thanh tẩy, Chúa làm sạch lại cuộc đời của họ. Ngài ban cho một cuộc đời mới. Tin lành là quyền phép thay đổi. Trên một người nào mà chúng ta ăn năn tội mình, Chúa tha thứ, Chúa làm sạch, Chúa làm cho cuộc đời người đó trở nên mới. Và bởi vì trở nên mới đó, chúng ta là những người tin Chúa lắm khi, nhiều khi chúng ta cần Chúa chỉ cho chúng ta biết một số điều chúng ta ăn năn. Tôi không muốn nói chúng ta mỗi ngày Chúa không phạm nhiều tội, nhớ lại tất cả. Tôi không muốn nói chúng ta cái đi tìm tội. Chúng ta không phải người đào mỏ mà đi kiếm mỏ mà kiếm vàng cái đó. Chúng ta không có tìm tội, nhưng mà hãy để ý đời sống của chúng ta và xin Chúa chỉnh sửa đời sống mình, chỉ cho mình ra. Và đó là điều rất là quan trọng. Những người không tự kiểm soát chính mình, và chúng ta cứ đến cầu nguyện với Chúa hoài, chúng ta sẽ không thấy.
sẽ trả lời. Cho nên hãy kiểm tra, quay qua người mình, hãy kiểm tra mình một cách cặn kẽ hôm nay. Kiểm tra cặn kẽ. Và khi chúng ta kiểm tra cặn kẽ của mình, tội lỗi của mình tha thứ, nếu quý vị là người thiếu thốn tiền bạc, Chúa sẽ phục hồi tiền bạc của quý vị. Nếu quý vị có năng đề hôn nhân, Chúa phục hồi năng đề hôn nhân của quý vị. Nếu quý vị là cái người mà gặp khó khăn, lúc nào gia đình mình cũng có năng đề, Chúa giải quyết. Amen. Đặc biệt là khi chúng ta xem cái tờ giấy này, Chúa chỉ cho con, đừng làm bởi vì chúng ta làm, xem xét kỹ lại. Amen. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Giờ chúng ta, tôi sẽ cầu nguyện một lần nữa, và chúng ta sẽ trở lại tờ giấy, và chúng ta sẽ kiểm tra lại, kiểm tra lại tờ giấy. Tôi sẽ phép cầu nguyện như này. Trời, con đến với Ngài trong danh của Chúa Jesus Christ, con độc sanh của Ngài, với quyền năng của Thánh Linh, đấng thấu rõ tất cả những điều gì trên đời sống của chúng con. Con cầu xin Thánh Linh của Chúa bày tỏ cho tất cả mọi người chúng con về những tội lỗi, những điều gian ác nào, những điều nào mà Chúa không đẹp lòng trên đời sống của chúng con. Xin Chúa chỉ ra cho mọi người chúng con. Để như này chúng con có thể xưng nhận trước mặt Chúa, tội lỗi cho con được tha thứ, của chúng con được Chúa phục hồi, được Chúa chữa lành. Ngài làm mới lại cuộc đời chúng con, Ngài xây dựng mới cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, con mời Ngài giờ này, xin đem sự diện của Chúa xuống đến. Hallelujah. Chúa Jesus, Ngài hứa cho con nơi nào có đôi ba người nhóm lại với nhau thì Ngài có mặt ở giữa. Xin bày tỏ sự diện của Ngài, chỉ cho chúng con là con cái của Ngài, có những yếu đuối nào, có những bất toàn nào, có những điều không đẹp lòng Chúa nào, xin chỉ ra cho này. Cảm ơn Chúa, và con chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Ok, tôi sẽ cho chúng ta ít phút, chúng ta vừa cầu nguyện vừa coi lại từ trên xuống dưới, chậm chậm lại, đừng có đi nhanh. Chúng ta có vài ba phút trong đây, từ từ. Cái nào mà chúng ta thấy Chúa chỉ cho mình mà mình chưa gạch, mình gạch lại. Cái nào mình không thấy có cáo trách thì xóa đi. Bất cứ điều gì chúng ta từng trải nghiệm trước đây, nó sẽ là ở trong tiềm thức chúng ta, ở trong lòng của chúng ta nhiều năm, và nó làm cho chúng ta bị tổn thương. Nếu có mối quan hệ nào với một người nào đó và nó làm chúng ta bị tổn thương, và chính sự tổn thương đó làm cho đời sống chúng ta trở nên cứng cỏi và cay đắng, dễ nóng giận, và chúng ta cần xử lý nó. Chút xíu này. Tự chúng ta hãy nhìn vào chính mình, đừng nhìn vào người bên cạnh. Giữa chúng ta với Chúa mà thôi, cũng đừng nói chuyện với ai cả. Giữa chúng ta với Chúa, xin Chúa cho con thấy. Có thể một số người chúng ta tới đây không đọc chữ được, thì hãy cầu nguyện với Chúa như này. Cầu nguyện Chúa chỉ cho con biết cái điều gì con không đẹp lòng Ngài, những gì mà mục sư đã nói vừa qua, xin Chúa tha thứ cho con. Nếu liên hệ đến bùa chú bói khoa thì chúng ta phải ghi tên cái bùa đó là bùa gì. Nếu liên hệ đến thờ lại một vị thần linh nào đó, chúng ta ghi ra thần gì. Nếu chúng ta quan hệ với một người nào đó mà không phải chồng mình thì ghi tên xuống. Một chút xíu nữa xin Chúa ăn năn về cái mối quan hệ đó. Chúng ta giữ mình với Chúa, đừng có nhìn qua người lại, thì thấy cứ đến với Chúa thôi. Nếu chúng ta nổi loạn với ai, cha mẹ, mục sư, thầy cô, chúng ta ghi tên người ra xuống. Nếu chúng ta từng đã bị những ai đó trong chính quyền đã gây những khó dễ trên đời sống chúng ta bị những bất kiếp nào đó, hãy tha thứ cho họ, ghi tên xuống, chúng nữa chúng ta sẽ tha thứ cho họ. Shibiba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 b
Nếu ai chúng ta mà đã từng cha mẹ mình chửi rủa mình, mắng mình, cái câu nói gì mà làm chúng ta bị tổn thương, hãy ghi xuống. Chúa sẽ chữa lành chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta đến một nơi thờ tự nào, chúng ta có cái mang lấy một cái gì đó đem về nhà, cầu nguyện xin Chúa chỉ chúng ta biết để về nhà chúng ta sẽ đốt nó hoặc bỏ nó. Ai làm chúng ta tổn thương, ghi tên người đó xuống. Nếu chúng ta đã từng Chúa kêu chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không làm, nhớ ghi cái chỗ mà không, cái câu mà Chúa kêu chúng ta mà chúng ta không vâng lời. Nếu cha mẹ chúng ta có một cái sự rủa xả hay cái huông nào trong đời sống mình, ghi xuống là đó là cái gì. Có thể đó là chúng ta có người trong gia đình là chết sớm hay là bị ung thư, cái gì đó chúng ta ghi xuống. Một tí nữa chúng ta sẽ công bố điều này ra và xin Chúa cắt chúng ta đứt khỏi những điều này. Trong tình dục chúng ta đã từng ăn ở với người nào mà ngoài vợ của mình, ăn ở trước hôn nhân hay là sau khi hôn nhân cưới xong rồi chúng ta còn có mối quan hệ với người nào đó không phải vợ của mình, chồng mình, đi xuống xin Chúa tha thứ cho mình. Nhưng nhớ tên được người đó thì hãy đi xuống. Nếu chúng ta bị người khác hãm hiếp, bị người khác lạm dụng tình dục của mình, cũng ghi xuống để Chúa chữa lành cho chúng ta. Có những người bị lạm dụng tình dục, bị hãm hiếp và sau đó họ trở nên mắc căn bệnh lạnh cảm của phụ nữ và họ không thể sống hôn nhân hạnh phúc với chồng của mình được. Có nhiều điều xảy ra cho những người nam, người nữ về vấn đề tình dục mà thậm chí bác sĩ tâm lý không chữa được. Nhưng Chúa Giêsu chúng ta là một vị danh y đại tài. Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha, đấng chữa lành. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta từng rủa con mình, từng nói là đồ như thế này, đồ như thế kia, thì hãy ăn năn với Chúa, ghi xuống. Để kể từ hôm nay chúng ta chúc phước lại cho con cái, chứ không có rủa con cái mình. Về phần nổi loạn, chúng ta cũng nhớ đến chúng ta đã nổi loạn với ai. Thì sau khi chúng ta ghi tên họ, chúng ta xưng tội với Chúa. Và nếu như người đó có mặt ở đây, chúng ta có thể đến làm hòa với họ. Và nếu họ không có ở đây, chúng ta có thể đến với họ và gọi điện thoại hay là trở về nhà giải hòa với họ. Amen. Ok, có ai cần thời gian thêm không? Thì giơ tay lên. Vậy là xong hết rồi phải không? Ok. Được rồi. Ok, chúng ta xem cái trang thứ nhì nhé. Ngay chỗ phía bên cột bên tay phải của tôi.
cả những điều trên là những gì trong mà chúng ta trong tờ giấy trang trước và trang sau đó. Đi ngược lại Philip đoạn 4 câu 8 và xuất ở Giữa Tô Ký đoạn 29 câu 2 đến câu 3 trong tư tưởng, lời nói và hành động. Và Cô Tô Nhì đoạn 10 câu 5 thế này, chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế. Tất cả những tư tưởng chúng ta phải vâng phục Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu có khả năng giải phóng bạn. Bạn muốn nhận được sự tự do của Ngài không? Muốn không? Trả lời. Chúng ta sẽ trả lời chung. Nếu ai chúng ta muốn thì nói tôi muốn. Ok. Rồi lập hỏi câu hỏi nữa. Chúa Giêsu có khả năng giải phóng bạn. Bạn muốn nhận sự tự do của Ngài không? Amen. Công bố lên. Bởi khi quý vị cậu muốn công bố tôi muốn thì sự cầu nguyện bắt đầu nó mới sẽ kết quả. Chúng ta muốn không? Amen. Ok. Hãy nhớ rằng tôi làm một công việc rất là nghiêm túc. Tôi không có đùa giỡn với chuyện này. Nếu ai thật sự muốn, nói tôi muốn. Giống như một người bại đó. Chúa Giêsu người muốn được, Chúa Giêsu thấy người bại, người đức tin người chữa lành người. Chúng ta phải muốn, nó mới có phép lạ. Còn nếu tôi muốn, đừng mong gì hết trơn. Cái người mà có hai lòng á, sứ đồ Gia-cơ này, đừng hòng nhận vật chi từ nơi Chúa. Nếu mình muốn, tôi muốn Chúa giải phóng tôi muốn Chúa chữa lành tôi muốn phục hồi tôi, Chúa phục hồi tôi. Đừng có lững lơ con cá vàng nữa. Amen. Rồi. Cách thoát khỏi xiềng xích. Ok. Để hướng dẫn cho quý vị thoát khỏi xiềng xích, chúng ta cần cầu nguyện xưng tội theo bài cầu nguyện sau đây. Ok. Xin chúng ta lặp lời theo tôi nha. Anh cái chỗ lại cha con xưng nhận có thấy không? Dạ. Xin cùng đọc chung với tôi. Lại cha, con xưng nhận những tội lỗi mà con đã từng phạm và có liên hệ đến như. Ok, dừng tại đó. Chúng ta dỡ ra cái trang trước. Trang đầu tiên. Ok, chúng ta bắt đầu. Con có quyết định không hội ý Chúa. Con có tò mò. Bắt đầu chúng ta nói với Chúa. Nói ra miệng. Không nói trong, không đọc trong trí. Xưng tội bằng miệng. Nha. Nói nhỏ lên. Không cần phải nói lớn quá lớn. Nhưng mà nói nhỏ đủ cho mình nghe, lỗ tai mình nghe được. Và chúng ta muốn công bố cho ma quỷ biết rằng chúng ta xưng tội với Chúa. Để rồi nó không có quyền kiện cáo chúng ta nữa. Ok. Tôi có muốn được quyền thế của cải. Con xin Chúa tha thứ con vì con muốn có quyền thế của cải. Con có muốn lợi cho mình. Con có làm việc để Chúa chấp nhận, vân vân. Con có tin những lý thuyết như Darwin tiến hóa. Con muốn gì được đó, chúng ta nói Chúa xin Chúa tha thứ cho con. Rồi ngưng cái chỗ mà lối suy nghĩ thế gian ha, và chúng ta bắt đầu qua phần sự nổi loạn. Câu số 2 đó. Không vâng phục Chúa, không vâng phục thẩm quyền đặt trên mình từ suy nghĩ, lời nói và hành động. Rồi bắt đầu chúng ta nói, xin Chúa tha thứ cho con vì con không làm theo sự kêu gọi của Chúa. Con có oán trách Chúa, con có phạm thượng, con không đi nhóm thờ phượng thường xuyên. Rồi kế tiếp. Con không có vâng phục cha, mẹ, chồng, anh chị, thầy, cô, chủ. Nếu ai mà chúng ta có tên, người nào làm chúng ta bị tổn thương, làm chúng ta nổi loạn với người đó, thì nói tên. Con có không vâng phục trách nhiệm với mục sư của con. Nếu mục sư của chúng ta tên gì, thì nói tên người đó ra. Lãnh đạo hội thánh, ai là những người trong ban lãnh đạo thánh mà chúng ta có, Chúa tha thứ cho con, vì con có sự cay đắng gì đó với ai đó. Nói loạn với ai đó, với hội thánh, với những bậc cầm quyền nào đó mà chúng ta ghét họ, chúng ta thù họ, vân vân. Rồi cái tiếp nói ra, nhớ chúng ta phải nói trong miệng nha. Trong tánh tình, trong cách xử sự của con, xin Chúa tha thứ cho con có cằn nhằn lầm bầm. Ai là người chúng ta cằn nhằn lầm bầm nhiều nhất, nói tên người đó ra. Con có chỉ trích, con có nói xấu, nói hành ai đó, nếu người nào đó nó móc, nói nhiều. Con có tự ái cao. Con có tự ti mặc cảm về hình dáng của con. Trong nhà con xấu nhất, vân vân, cái gì chúng ta nói ra. Ganh ghét, nóng giận. Hay đánh lộn. Con có, chúng ta dùng chữ con có khoe khoang. Con có cay đắng ai, nói tên người đó ra. Con không có tha thứ cho ai, nói ra. Ai là người làm cho chúng ta không tha thứ. Con có gian dối,
nỗi lao trộm cắp, vân vân. Con có ghét mình. À, chúng ta sẽ ghi nói xuống là con ghét con cái gì. Con ghét con tại vì con lúc nào làm ăn cũng thất bại. Con ghét con là bởi vì con thấy mình ngu quá, con thấy mình dở quá. Nói ra, con thường hay rủa mình, rủa mình là đồ vô dụng. Con gì đó hay nói ra. Đừng đi trước tôi, nhưng đi theo sự hướng dẫn của tôi từng cái một. Con rủa xả chính mình, hay là con rủa xả ai? Con có rủa xả ai? Con có rủa người nào đó, rủa mục sư, rủa cha mẹ con. Nói xuống. Và ai rủa chúng ta, nói con đã bị người này rủa con. Ai rủa chúng ta, ai nói những câu nói mà rủa xả chúng ta. Con có người này rủa con, và câu nói người đó rủa con là gì? Nghiện ngập. Con nghiện cái gì đó, con có nghiện thuốc lá, con nghiện cà phê, con nghiện rượu bia, cờ bạc, vé số vân vân. Nhạc hay là phim gì đó, truyện gì đó, chúng ta ghi xuống. Chứ tha thứ cho con, bởi vì con nghiện phim, nghiện truyện trưởng, nghiện gì đó. Đó, ghi nói xuống. Con nghiện đá banh, con nghiện mê xe, mê quần áo hiệu. Chứ tha thứ cho con. Con không tiết độ, con mê game. Ghi nói xuống. Con có. Rồi qua trang kế bên, con muốn chết. Nào, muốn chết ạ. Cái tờ giấy kế bên. À, con đã có tự tử. Con không muốn sống. Bởi vì con thấy cuộc sống con nó khổ quá. Con muốn người khác chết. Con thấy người đó cứ làm con khổ hoài. Và con rủa cho người đó chết. Rồi là con ước muốn người đó chết. Rồi con có phá thai. Hay là khuyên người khác phá thai. Khuyên người khác chết. Con đã từng sanh non, và trong lúc sanh non đó con có cái cảm xúc gì đó, con bị ám ảnh, con bị sợ hãi điều gì đó. Con đã từng được sinh ra mà ba má con đã nói con không muốn sinh con ra. Con bị ba mẹ bỏ rơi lúc nhỏ, bỏ vào chùa hay là bỏ cho người khác. Và con thiếu tình thương của cha mẹ. Bởi vì ta thiếu tình thương của cha mẹ cho nên chúng ta không biết cách để thương người khác. Con có thể nguyện sống chết với người nào, nói tên người đó. Con có thể nguyện sống chết với ai đó. Con hứa con với anh đó, với cô đó lấy nhau, nhưng con không lấy được. Chúa tha thứ cho con. Con trích máu ăn thề, thề nguyện thần linh nào gia nhập băng đảng nào đó, xin Chúa tha thứ cho con. Con thề con không giống như ba con, không giống như má con. Con sẽ không đối xử với con như thế này thế kia. Con hứa như con làm hoặc bị gắn bó với những cái đồ vật nào đó. Rồi niềm tin sai lạc thứ ba. Con có con không tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Con nghi ngờ nền tảng Tin Lành. Đức Chúa Trời không phải là đấng sáng tạo. Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời là Thượng Đế. Con không tin Chúa Giêsu sanh bởi nữ đồng trinh Mary. Con không tin Chúa Giêsu sống lại. Con không tin Ngài sẽ tái lâm. Như có chúng ta nói ra. Con không tin ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con, Thánh Linh. Con không tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Con không tin sức mạnh của tội lỗi. Con không tin Satan và ma quỷ có thật. Nói ra. Nhớ công bố ra. Chú ý, đây là lúc rất là đặc biệt. Con đã từng thờ lại, nói với Chúa. Giống như tôi nói, quý vị cứ nói theo vậy đó. Con từng thờ lại cúng thánh thần, ma quỷ, tiên, Phật, hòa hảo, cao đài, vân vân. Con từng thờ tổ tiên, tổ hùng dương, ông địa, thần núi, thần sông, thần biển. Con từng đến tham dự những nơi thờ tự, đi vào các buổi cầu nguyện cho người chết, giống như Vu Lan, Thanh Minh. Con đến những nơi mà thờ tự nào đó thì chúng ta nói ra. Con có pháp danh, tên pháp danh của con là gì? Nói ra. Con bị gửi cho người khác vì khó nuôi. Đặt tên xấu bởi vì bị ma bắt. Con đã từng đi những tôn giáo này nọ, chúng ta ghi xuống. Rồi không phải lỗi của chúng ta thì nói xin Chúa tha thứ cho tổ phụ con. Nói với tôi xin Chúa tha thứ tổ phụ của con. Ông bà con đã từng xây chùa,
Ông bà con là thầy bối, sẽ vua ngải, thờ tổ, từng ngồi đồng bóng. Con bị ảnh hưởng những thói quen tật xấu của cha mẹ con, như là con bị nghiện rượu. Cha con nghiện rượu, con bị nghiện rượu. Cha mẹ con đổ vỡ hôn nhân, con cũng đổ vỡ hôn nhân. Cha mẹ con bị chết yểu, vậy đó chúng ta. Có những anh em trong gia đình con chết sớm. Gia đình con có bệnh di truyền, bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh ung thư. Cái vì xưng điều này ra, chúng ta xưng tội xong, những căn bệnh di truyền sẽ không còn cho đời sống gì nữa đâu. Thứ tư, chúng ta đến nói sẽ liên hệ đến quyền bí. Con có từng có coi bói toán, tử vi Đông Phương, Tây Phương. Con coi tướng cho mình, coi tướng cho người khác. Con có coi tai. Con đọc từ báo chí, sách vở vừa nói ra. Tuy nhiên cái điều gì mà tôi không ghi đây thì chúng ta có thể tự coi mỗi bài, mỗi chữ, có số đề. Con có những điều này. Con có giải con số, giải mộng, giải số đề, thiên linh cái, dùng giác quan thứ sáu để điều khiển cái này kia. Con từng mê nghĩa trang, từng ngủ trong nghĩa trang. Con gặp ma, bị ma đè. Con từng sử dụng bùa ngải hoặc là ếm bùa cho người ta, niệm phù chú. Con từng thờ tổ, có những tổ nào đó chúng ta từng có. Con có cầu cơ, hoặc ba mẹ con từng cầu cơ, ngồi đồng bóng. Con từng đến với phù thủy và thầy pháp để họ cho con thuốc uống. Đôi khi họ đốt bùa rồi đổ nước vô cho con uống. Bị thư ốm, ếm. Và con gặp người chết hay nói chuyện với con. Những người mà dướng vào thầy pháp, rồi có một người tín đồ trong hội thánh mà mẹ cứ đi đến mấy người mà coi những thầy giống như phù thủy đó, rồi đốt bùa để cho uống, bị bệnh bác sĩ chữa không lành, cho đến khi xưng tội xong cầu nguyện Chúa giải phóng. Thiền hay là yoga. Rồi con có những hình tượng đồ trang sức mà xăm trên cơ thể. Có đeo bùa xăm thần, xăm gì đáng phá gì đó. Con có, nói xin Chúa tha thứ cho con. Con có liên hệ đến võ thuật như thiếu lâm, tai chi, vân vân. Sử dụng nội công, vậy chúng ta nói với Chúa. Con có lối sống không thực tế, sống ảo. Những điều này đem đến sự sợ hãi, bất an, bạo động. Sống trong quá khứ, luôn luôn nhớ những chuyện hồi xưa. Lúc nào cũng tưởng tượng chuyện xấu xảy ra. Nằm mơ ban ngày, mộng du. Tin dị đoan. Tin phong thủy, kiên cử nhà cửa, có ngày, có giờ, có tuổi. Có quét nhà vào dịp Tết, sợ xui, sợ màu đen, đi đường sợ gặp đám tang, thấy sợ băng sợ, tin những con số hên xui, hên xui, chúc người khác gặp hên, hay nói liệu, chúng ta nói liệu hay gì đó thì nó ghi xuống. Tin vào những thuyết huyền bí như sự đầu thai, luân hồi, con rồng cháu tiên. Chúng ta biết là con rồng cháu tiên Việt Nam chúng ta nói điều này, nhưng mà thật sự nó không có. Nó chỉ là cái truyền thuyết gọi là như này thôi. Kinh dịch, đa thần, chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa của Trung Quốc. Ảnh hưởng tâm lý, bị ảnh hưởng hay là khủng hoảng do biến cố xảy ra như là tai nạn. Nếu mà chúng ta bị chết hụt, chúng ta tâm ra sợ nước. Chúng ta bị hải tặc, bị vượt biên, bị tai nạn, bị chết đuối, chết hụt, bị cướp. Chúng ta đã từng giết người. Hay là bị ai bạc đãi, hay là bạc đãi ai đó. Chúng ta là người chồng mà chúng ta hay bạc đãi vợ của mình thì ghi xuống. Khà khắc với vợ, với con. Hay ăn hiếp người khác. Nếu chúng ta làm chủ mà chúng ta lợi dụng cái quyền của chúng ta mà ép người đó để trả lương người đó, để người đó làm ý muốn của mình,
để được có tiền nhiều, à, chúng ta làm có một chức vụ nào đó, chúng ta lợi dụng người khác để chúng ta có lợi. Ví dụ như chúng ta làm chủ mà chúng ta muốn người khác trả lương, người khác làm, chúng ta nó phải ngủ với chúng ta mới cho làm, nhưng tất cả những này mới được tăng chức lên lương. Sợ bóng tối, sợ hãi lời nói hoặc hành động của người nào đó. Có những người sợ bị chồng đánh quá, về nhà gặp chồng là thấy mặt chồng là sợ rồi đó. Hay là bị cha đánh quá, biết rồi gặp cha không dám gặp, trốn. Khi chúng ta được giải cứu khỏi này, chúng ta sẽ đối diện người đó mà chúng ta không còn sợ hãi, mà Chúa giải cứu chúng ta. Sợ hãi hay có ấn tượng bởi nói là hành động của một người nào đó, chúng ta nói: Chúa ơi, con đã từng bị những điều này, bị những người đã đối xử với con như thế này, đánh đập con, chửi con, lợi dụng con, lạm dụng con. Con bị ám ảnh bởi phim nào đó. Chúng ta nói là mình hối hận về những gì. Có điều gì trong đời sống chúng ta hối hận? Chúng ta không cần hối hận gì cả. Bởi khi chúng ta xin Chúa tha thứ, Chúa tha thứ chúng ta. Và khi Chúa tha thứ chúng ta tha thứ chính mình. Và Chúa luôn luôn làm điều mới cho chúng ta. Bởi vì mỗi ngày mới luôn, sự thành tín của Chúa vốn là lớn. Cho nên Chúa làm điều mới. Dẫu chúng ta sai cách mấy, chẳng hạn Chúa cũng làm điều mới. David, ông phạm tội, ông ăn năn, Chúa phục hồi ông lại. Chúa thậm chí Chúa cho đứa con của ông và bà Ba-sa-ba, đứa con phạm tội, Chúa cho đứa con lên ngôi vua. Cho nên ân điển của Chúa rất là lớn. Chúng đừng hối hận. Nhặt ăn thần, bị ảnh hưởng bởi phim, truyện, sách báo, những gì giả tưởng. Rồi tình dục. Tình dục là món quà tốt cho Chúa ban, làm dụng nó là phạm tội. Chúng ta bị ô uế, loạn luân. Có những người bị cha sai rượu về hãm hiếp mình. Sống chung không đám cưới, sống chung trước khi cưới, thủ dâm, giao hợp với thú vật, giao hợp hậu môn, nó một cái tình dục không có lành mạnh. Ngủ với điếm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, đổi phái tính. Chúng ta bị nghiện với phim ảnh, truyện sex. Chúng ta thích có người giả làm người phải các phái, nói chuyện điện thoại với người nào khác mà chúng ta nói chuyện mà chỉ nói chuyện về tình dục. Chúng ta thấy mình ngủ với tà linh, tối tà linh có nơi giường ngủ chúng ta, hay là hãm hiếp người khác. Chúa tha thứ cho con bởi con có những điều này, hay là con đã bị người khác làm điều này cho con, xin tha thứ cho con. Không phải lỗi của bạn, con đã bị hãm hiếp, bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Cha mẹ con, ông bà con từng ly dị. Có rất nhiều hôn nhân mà cha mẹ ly dị, con cái ly dị, cháu chắt ly dị. Đây sự rủa xả rất lớn về hôn nhân. Và chúng ta cần xin Chúa tha thứ cho mình. Chúng ta không muốn con cái chúng ta lớn lên nó cũng bị ly dị nữa. Chúng ta bị ám ảnh xấu về tình dục bởi vì có một chuyện gì đã xảy ra trên đời sống chúng ta và chúng ta bị ám ảnh. Và chúng ta, như tôi đã nãy nói, chúng ta không thể quan hệ vợ chồng với vợ với chồng mình hạnh phúc được trong tình dục. Ok. Đấy. Tôi muốn giải thích chúng ta thế này. Khi mà chúng tôi kêu gọi chúng ta cầu nguyện tha thứ cho một người nào đó, và chúng ta không nói được nên lời tha thứ. Ví dụ như tôi gặp một trường hợp, một cái em này, tôi kêu em tha thứ cho cha, nó không được. Và thậm chí tôi kêu nó gọi Đức Chúa Trời là cha, thưa cha, nó nói không được luôn. Là bởi vì cái người cha, cái nói chữ cha là một chữ nó hận thù, nó không nói được nên lời. Và nếu như chúng ta là những người giống như vậy, có trường hợp giống như vậy đó, thì chúng ta nói: nhân danh Chúa Giêsu với quyền năng Thánh Chúa, con gọi Đức Chúa Trời là cha, con nói cha của con. Chúng ta cần Chúa cho chúng ta đức tin để chúng ta nói, còn không thôi chúng ta không nói được, không kêu cha được. Và thậm chí chúng ta gặp một người nào đó trong cái danh sách của chúng ta tại đó, và có cái tên của một người nào chúng ta ghét,
Và chúng ta, khi mà tôi kêu chúng ta tha thứ cho người đó, chúng ta không tha thứ được. Bởi tổn thương quá sâu. Và chúng ta không nói tên người đó được. Và chúng ta không thể tha thứ người được. Chúng ta phải nói rằng chúng ta tha thứ bằng đức tin. Amen. Tha thứ bằng đức tin. Mặc dù hiện tại chúng ta không tha thứ được. Bên tôi có một câu chuyện, chuyện có thật. Cái cô này, trong tôi không hiểu tại sao tôi kể chuyện này, nhưng mà có thể ai nói trên mạng hay nghe câu chuyện này có thể giúp cho quý vị. Cái cô này lúc 8-9 tuổi, người cha say rượu về hãm hiếp cô. Khi hãm hiếp cô xong, người mẹ biết được chuyện này. Người mẹ bỏ ông chồng, rồi bà bỏ đi. Rồi bởi vì ông chồng như vậy, bà đi đâu mất việc, hai đứa con gửi vào trong cái trại mồ côi. Và một người sau đó tin Chúa, lấy chồng, nhưng mà không ăn ở với chồng được. Mỗi lần ăn ở với chồng, cảm thấy như là một cái ám ảnh, một sự sợ hãi. Nhớ lại cái chuyện mà cha mình đã làm. Người ta mới đến với người mục sư là bạn của tôi, anh kể lại chuyện này. Và người mục sư này đề nghị rằng cô tha thứ cho anh đi, cho cha cô đi. Không được, ba tôi khốn nạn như vậy, làm sao tôi tha thứ được. Mục sư mới nói thế này, nói là cô quyết định tha thứ bằng đức tin. Người cô ta nói rằng để về tôi suy nghĩ, một tuần sau cô trở lại. Bởi vì cô không muốn vợ chồng của cô mà mỗi lần ngủ với chồng mà mình không có cảm giác và cảm thấy làm cho chồng mình không có hạnh phúc trong hôn nhân. Cho nên tuần sau cô đến và cô cầu nguyện và cô xưng tội với Chúa và cô chọn lựa tha thứ cho cha cô. Xin Chúa cho cô tình yêu để yêu cha của mình. Chúng ta biết tình yêu con người không thể yêu được, chứ tình yêu của Chúa mới cho chúng ta yêu được thôi. Mà Ngài sự khởi sự cho chúng ta tình yêu khi chúng ta bước được một bước bằng đức tin. Sau khi cô cầu nguyện với xưng tội xong và một sư cầu nguyện chúc phước cho cô, thì khoảng tháng sau, Chúa bắt đầu đặt lòng cô ta yêu ba của mình. Và cầu nguyện không biết ba mình đã đáp. Rồi cô ta bắt đầu tìm kiếm coi cái ba mình ở đâu. Một ngày kia cô khám phá ra được rằng ba cô nằm trong nhà thương điên ở thành phố của tôi. Cô đi vô trong có tìm được ông mà cô ngồi nói chuyện với ông. Ông không biết cô lại hoàn toàn biết. Tất nhiên là tâm thần của cô hoàn toàn, không có ông hoàn toàn giống như là không có tâm trí hết. Để tôi giải thích cho chúng ta quý vị người tại đây biết là không có một bác sĩ tâm lý nào có thể điều trị khi một người bị trường hợp giống vậy. Họ chỉ cho thuốc an thần hay là thuốc làm cho tỉnh rồi và điều khiển chỉnh lại cái những cái chất hóa học vào trí để cho người ổn định thôi. Và không trị được. Tôi ở nước Úc, xin thưa với quý vị rằng một trong những chính sách về y tế mà tốn tiền nhiều nhất là tiền cho bệnh tâm thần, bao gồm những người bị ám ảnh, bao gồm những người vợ chết, chồng chết và họ không buông tha được, họ vẫn nhớ điều này, họ bị bệnh tâm thần. Bao gồm những người hối hận bởi những quá khứ mình đã làm gì, bệnh tâm thần. Bao gồm những người chơi xì ke ma túy rồi thần kinh rối loạn. Đây là một số tiền mà nó phải trả rất cao vậy nào. Và khi cô ta vô, cô ta mỗi tuần cô ta gặp cha mình lần, đưa thức ăn, ông ơi. Cô ta bắt đầu tâm sự là những chuyện mà hai cha con thường gần gũi nhau, yêu thương nhau lúc nhỏ. Cô ta nghĩ tại sao cô ta làm chuyện này. Cô ta làm một thời gian sau, một ngày kia ông tự nhiên tỉnh lại. Ông nhìn vào cô và thấy quen quen. Nói cô là cô ta nói bà không nhớ con hay sao, con là nó gì. Ông bực lên, ông khóc giống như một em bé, ông khóc. Và ông nói rằng ba xấu hổ từ sau khi ba làm cái chuyện này rồi. Ba xấu hổ, ba không muốn gặp ai. Mẹ con bỏ nhà đi. Ba hối hận và như vậy ba càng nghiện rượu thêm nữa và uống rượu thêm nữa. Tưởng rằng mượn rượu để quên đi những chuyện này, nhưng mà càng lúc ba nghiện rượu và cuối cùng ba không còn lại, không biết còn lại. Cô con gái này nói ba muốn gặp con sẽ xin lỗi con, nhưng ba không đủ khả năng để ba nói, ba không dám nói. Cái cô con gái này mới nói, ba ơi, con đã tin Chúa Giêsu và chính Chúa đã tha thứ cho con.
Cho nên giờ đây con tha thứ cho ba. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? 3 tháng sau, ông ra khỏi nhà thương điên, trở về, phục hồi lại. Hallelujah! Đó là quyền năng của sự tha thứ. Tôi xin thưa với chúng ta là không một bác sĩ tâm lý nào có thể làm những công việc như Chúa Giêsu chúng ta làm. Cho nên nếu ai trong chúng ta ngày hôm nay muốn hôn nhân mình được phục hồi, gia đình, cha mẹ, con cái được phục hồi, chúng ta phải thật sự ăn năn, xin Chúa tha thứ cho mình giữ sự cay đắng ghen ghét của ai đó. Và Chúa sẽ giúp chúng ta giải quyết. Amen. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu dở qua cái trang thứ 2 và chúng ta nói tiếp. Ngay cái chỗ mà nãy chúng ta liên hệ đến Như đó. Dạ. Chúng ta cùng đọc chung, con ăn năn nha, những tội lỗi này đó. À, chúng ta đọc chung. Con ăn tất cả những tội lỗi này. Đọc chung ha. Con ăn năn tất cả những tội lỗi này và từ bỏ nó. Cầu xin cha tha thứ cho con. Đó. Bắt đầu chúng ta sẽ công bố câu kế tiếp chúng ta không có ở đây. Chúng ta bắt đầu nói nhân danh Chúa Giêsu sẽ lập lại cho tôi. Nhân danh Chúa Giêsu. Con tha thứ cho tất cả những người đã làm cho con tổn thương, những người làm cho con cay đắng, hận thù ghen ghét, lầm bầm và oán trách. Con tha thứ cho tất cả những người này kể từ hôm nay và mãi mãi về sau. Xin cha tha thứ cho họ bởi vì họ không biết điều họ làm. Xin cha chúc phước cho họ, cho gia đình của họ và mọi công việc họ làm. Nhân danh Chúa Giêsu, cậy quyền năng của Thánh Linh, ta phá vỡ tất cả những lời nguyền rủa đã nghịch lại cùng ta và tất cả những lời nguyền rủa và ta đã nói với người khác. Nhân danh Chúa Giêsu, ta đập vỡ tất cả những lời nguyền rủa này và ta tuyên bố rằng tất cả những ảnh hưởng của lời nguyền rủa này không còn tồn tại nữa trong danh của Chúa Giêsu. Xin cha tha thứ cho chúng con và tổ phụ chúng con bất cứ điều gì chúng con đã làm nghịch lại với Chúa và lời Ngài. Con đứng vào trong chỗ sức mẻ này. Xin cha tha thứ cho dòng dõi con và dùng huyết của Chúa Giêsu tẩy sạch chúng con khỏi mọi hệ lụy của tất cả tội lỗi. Con cảm ơn cha. Trong danh của Chúa Giêsu, con tuyên bố tất cả những sự ám ảnh trong tâm trí của con ngay giờ này, ta đập vỡ tất cả những sự ám ảnh này. Tất cả những tư tưởng nào ở trong tâm trí của ta nghịch lại tư tưởng của Đấng Christ, ta đập vỡ tất cả tư tưởng này và tuyên bố rằng nó không có quyền trên tâm trí của ta và không còn ảnh hưởng cho đời sống ta. Trong danh của Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài ban cho con tâm trí của Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, con tuyên bố rằng tất cả những bùa chú bói khoa, tà thuật, tất cả những điều gì liên hệ đến tà thuật mà ông bà của con đã từng sử dụng và chính con đã từng sử dụng, bắt đầu hôm nay con cắt đứt đời sống mình khỏi những hệ lụy của điều này. Và ta tuyên bố rằng tất cả những bùa chú bói khoa, tà thuật, ta không còn liên hệ và liên quan với chúng mày nữa. Ta tuyên bố rằng kể từ hôm nay, huyết Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời vẽ ra một ranh giới giữa ta và tất cả những điều này. Trong danh của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu, ta tuyên bố rằng tất cả những người mà ta đã từng nổi loạn, ngay giờ này ta công bố những con người này
là những người ta tôn trọng. Trong danh của Chúa, ta cắt đứt đời sống ta khỏi mọi sự nổi loạn. Ta tuyên bố tâm trí ta tâm tôn trọng những người có thẩm quyền trên mình. Trong danh của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa chúc phước cho những người mà con đã nổi loạn. Xin Chúa chữa lành tấm lòng họ, bởi vì con đã nổi loạn cùng họ. Cho con có sự giải hòa với những người này trong danh của Chúa Giêsu. Nếu có những người nào đã áp bức con bởi vì họ có quyền trên con và đem đến con sự giận dữ, nổi loạn, con tha thứ cho họ, con chúc phước cho họ như này trong danh của Chúa Giêsu. Con tuyên bố rằng tất cả những sách vở, phim ảnh và những gì mà con đã xem, con đã nghe ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của con, ngay giờ này ta hủy phá tất cả điều này. Nó không còn trong tâm trí tấm lòng ta nữa. Bắt đầu từ bây giờ, tâm trí của ta là tâm trí của Đấng Christ, tấm lòng của chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời, trong danh của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Ta tuyên bố rằng tất cả những người mà ta đã từng liên hệ về tình dục, những người ta sống chung trước khi cưới, những người chúng ta sống chung sau khi đám cưới, tất cả những điều gì ta đã từng liên hệ về tà dâm, dù trong lời nói, suy nghĩ và hành động, bắt đầu từ giây phút này ta cắt đứt đời sống ta khỏi mọi ảnh hưởng của những người này, khỏi mọi những hình ảnh về những người này, khỏi những hệ lụy của những điều này và những con người này, kể từ hôm nay trở đi trong danh của Chúa Giêsu. Bắt đầu hôm nay, con tuyên bố rằng con có một đời sống trong sạch, một đời sống thánh khiết. Con mang lấy sự công chính của Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu đặt tay trên đầu của chúng ta. Kể từ hôm nay, ta cắt đứt đời sống ta khỏi mọi sự ảo tưởng. Trong danh của Chúa Giêsu, ta là người sống thực tế, ta là người sống bởi đức tin. Ta không sống theo mắt thấy, mà ta sống theo mắt tâm linh ta thấy. Ta sống theo lời của Chúa dạy. Kể từ hôm nay trở đi trong danh của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng nguyện tiếng mới nha. Chúng ta tiếp tục nha. Trong danh của Chúa Jesus Christ, ta cắt đứt đời sống ta những thói quen, những tật xấu, khỏi những lời nói tiêu cực, lời nói rủa xả, lời nói chỉ trích, lên án, phê bình người khác. Trong danh của Chúa Giêsu, tất cả những lời ta nguyên rủa chính mình và người khác, bắt đầu hôm nay không còn ảnh hưởng cho đời sống ta. Trong danh của Chúa Giêsu, tất cả mọi biến cố nào đã xảy ra trong đời sống của ta, gây đến những ảnh hưởng làm cho ta bị ám ảnh, bao gồm sự phá thai, bao gồm bị bỏ rơi lúc nhỏ, hay là những lời nói của cha mẹ làm cho ta bị tổn thương, bắt đầu từ giây phút này không còn quyền cho đời sống ta nữa. Ta biệt riêng ta như này khỏi mọi sự rủa xả này, trong danh của Chúa Giêsu. Ta tuyên bố kể từ hôm nay, đời sống của ta là người được phước, đời sống của ta là nguồn phước cho những người xung quanh. Ta là người phước hạnh và đem phước hạnh đến cho gia đình của mình, đem phước hạnh cho hội thánh của mình, đem phước hạnh cho chỗ làm của mình, đem phước hạnh cho thành phố và quốc gia của mình, trong danh của Chúa Giêsu. Thánh Linh ơi, bắt đầu hôm nay con nhờ Ngài dùng đời sống con đem phước hạnh cho vô số người. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.
Và xin mời mục sư Thành ra đây và chúng tôi sắp đọc cầu nguyện để giải cứu tất cả khỏi những cái linh. Mục sư vịnh vai tôi và rồi tôi. Trong khi mục sư uống nước, tôi muốn chia sẻ cho quý vị là khi cầu nguyện á, tôi thấy ma quỷ nó giằng hoảng. Nó giằng hoảng vì cớ mình không có chất chứa nó nữa. Mình tống khứ nó ra rồi thì tôi thấy rằng ma quỷ rất giằng hoảng bằng cách một con quái vật. Nó răng nó dữ dội lắm, nó muốn hù dọa chúng ta thôi. Nhưng mà sau đó thiên sứ đến chiến trận với nó và nó thất bại. Và sau cái sự thất bại đó thì tôi thấy một con chim đại bàng rất là lớn, màu trắng luôn, không có một cái pha lẫn màu với màu trắng đã đến. Và tôi đối với quý vị rằng sự chiến thắng, sự khai phóng, sự sức giàu thuộc về chúng ta. Và tôi tin rằng buổi chiều hôm nay tất cả chúng ta đều được khai phóng và được sức giàu hết. Mọi sự thất bại nó sẽ ra khỏi đời sống của chúng ta. Mọi sự cầm buộc của ma quỷ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Linh nợ nần nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Bệnh tật nó ra khỏi thân thể của chúng ta. Hôn nhân của chúng ta sẽ được lập lại, sẽ được hàn gắn lại tất cả. Đó là điều mà Chúa cho tôi nhìn thấy trong linh buổi chiều hôm nay. Và tôi công bố rằng hội thánh của chúng ta là hội thánh của sự đắc thắng. Đứng bên cạnh tôi và đặt tay vào tôi nha. Đứng bên cạnh tôi, đặt vai, đặt tay trên vai tôi, cùng với một phút. Ok, chúng ta bắt đầu đứng lên. Dạ. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị để tất cả những quyền lực sự tối tăm nào nó đang áp bức cho đời sống quý vị bắt đầu hôm nay nó sẽ đi ra khỏi và nó sẽ không bao giờ trở lại. Amen. Tập chú và chúng ta nghe, đừng để bị phân tâm. Ai chúng ta có điện thoại xin nhớ tắt điện thoại giùm tôi và giữ cho không khí cho các em bé đừng có đi qua đi lại. Chúng ta bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới như này. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ lên. Ok, chúng ta bắt đầu lắng nghe và chúng ta amen với tôi. Mỗi lần tôi nhân danh một cái linh nào đó rồi sao quý vị sẽ nói amen lớn lên. Ok. Trời, con đến với Ngài giờ này trong danh đại quyền của Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài ban cho chúng con danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh, mỗi đầu gối trên trời dưới đất đều phải phục trước danh của Ngài. Con cảm ơn Cha bởi vì Ngài đồng thời ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng con. Và khi Chúa Giêsu đuổi quỷ thì Ngài cậy ngón tay của Ngài là Đức Thánh Linh thì tất cả quyền lực của ma quỷ phải bỏ chạy. Con cảm ơn Ngài bởi vì giờ này khi chúng con nhờ cậy danh Chúa Giêsu và quyền năng thánh của Cha thì Ngài đồng thời sai đạo binh thiên sứ của Ngài đến đây để giúp chúng con. Và Ngài sai đạo binh thiên sứ Ngài đến giúp con và tất cả những linh nào chúng con công bố ra thì ngay này Ngài trói buộc chúng nó và ném chúng nó vào vực sâu. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta không cầu nguyện, quý vị lắng nghe. Quý vị cứ im lặng, đừng cầu nguyện, tôi sẽ cầu nguyện vì đừng ai cầu nguyện, đừng bất cứ ai cầu nguyện gì cả. Đây lúc quý vị chỉ cần đồng ý trong tâm linh của mình, trong trí của mình, trong tâm linh của mình và chỉ amen thôi. Đừng ai cầu nguyện gì cả. Bởi đây lúc mà quý vị nhận được sự chữa lành, nhận được sự giải cứu. Hallelujah. Trong danh của Chúa Jesus Christ và bởi quyền năng của Thánh Linh và cùng với sự làm việc cộng tác của đạo binh thiên sứ của Chúa trên trời, ta tuyên bố rằng tất cả những linh của sự nổi loạn, những linh của sự kiêu ngạo, những linh của sự nói hành và những linh của lên án, chỉ trích, phê phán người khác, ngay giờ này trong danh của Chúa, ta ném các ngươi vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Amen. Hallelujah. Trong danh của Jesus Christ người Nazareth, tất cả mọi tà linh tham lam, trộm cắp, ghen ghét, những linh gây sự chia rẽ, gây những sự lộn xộn, ngay này trong danh của Jesus, ta trói buộc tất cả chúng bay và ném chúng bay vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Jesus. Hallelujah. Cả những linh rủa xả trong danh của Jesus bắt đầu từ hôm nay, tự rủa xả chính mình, rủa xả người khác, những lời nguyền rủa nào mà chính họ đã rủa mình và rủa người khác, ngay như này ta trói tất cả những tà linh rủa xả này rời khỏi tất cả công dân của Chúa, những người có mặt tại đây và những người trên online trong danh của Jesus. Hallelujah. Kola shalababa kola basadadada. Oh, tất cả những linh nghiện ngập cờ bạc, nghiện ngập cà phê, ma túy, bất
cứ loại nghiện ngập nào, trong danh của Giê-xu, ta trút tất cả những linh nghiện ngập này và ta trục xuất các ngươi vào trong vực sâu ngay như này, trong danh của Chúa Giê-xu. Hallelujah. Kola shakalaba, kihi kola ba shakalaba, ola ba ba kuli ti 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 kola shakalaba. Ô, trong danh của Giê-xu, ta nói tất cả những linh ám ảnh, ám ảnh trong tâm trí bởi vì những lời nguyền rủa của cha mẹ của người khác trên đời sống của họ, và ám ảnh bởi vì một biến cố nào xảy ra trên đời sống của họ, như là bị chết hụt, bị tai nạn, bất cứ điều gì gây sự ám ảnh trên đời sống của họ, bị trộm cướp, thậm chí những ám ảnh và họ nhớ lại trước đây họ đã làm cái điều gì sai và họ hối hận và họ không tha thứ chính mình, trong danh của Jesus ta trừ buộc tất cả những cái linh này và ta truyền các ngươi ngay như này vào trong vực sâu và không được trở lại. Tôi muốn chúng ta làm một điều này, nói sao sao tôi, nhân danh Chúa Jesus Christ, người Nazareth, con cảm ơn Đức Chúa Cha đã tha thứ cho con và rửa sạch con bởi huyết của Chúa Jesus. Ngay giờ này con tha thứ cho chính con. Quý vị hãy nói rằng tôi tên gì, tôi tha thứ cho mình. Tôi tên gì, tôi tha thứ cho tôi. Rồi nói tiếp, tôi tha thứ cho tôi về bất cứ điều gì tôi đã làm sai trước đây, bất cứ điều gì tôi làm cho mình, tôi làm cho người khác, bất cứ những sự suy nghĩ nào hối hận, tự trách mình, bắt đầu hôm nay không còn quyền cho đời sống của tôi nữa. Tôi đã được Chúa tha thứ, rửa sạch bởi huyết của Ngài. Bắt đầu hôm nay tôi yêu tôi như Chúa đã yêu tôi. Tôi chấp nhận tôi. Tôi tôn trọng chính tôi như Chúa đã tôn trọng tôi và yêu tôi. Trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Trong danh của Jesus Christ người Nazareth, ta tuyên bố rằng tất cả những điều gì xảy ra cho những người có mặt ở tại đây và những người trên online nghe như này, những ám ảnh nào bởi vì cha mẹ bỏ rơi họ, những ám ảnh nào họ đã từng ở một số nơi nào đó và những ảnh hưởng trên tâm trí, tâm lý của họ, trong danh của Jesus, tất cả quyền lực gây sự ám ảnh này làm cho họ sợ hãi, linh của sự sợ hãi, linh của sự lo lắng, linh của sự nghi ngờ, linh đem đến sự hoang mang, ngay là trong danh của Jesus, ta trói buộc tất cả chúng bay, ta ném chúng bay vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Amen, hallelujah. Quý vị hãy amen mạnh mẽ lên. Amen, hallelujah. Hallelujah. Kolabashalababa. Ô, nhân danh Chúa Giêsu, ta công bố tất cả những gì mà thông linh bắt đầu hôm nay, thông linh với đồ vật, thông linh với con người, thông linh với tất cả những quyền lực sự tối tăm, tất cả những cái linh thông linh này, trong danh của Giêsu, ta cắt đứt các người và ta ném người vào vực sâu ngay như này trong danh của Giêsu. Các người không còn ảnh hưởng trên đời sống dân sự Chúa nữa, bắt đầu từ giây phút này trong danh của Giêsu. Hallelujah. Trong danh của Giêsu, tất cả những tư tưởng nào trong tâm trí của họ về cái nhìn sai lạc về lời của Chúa và những quan niệm của thế gian này ảnh hưởng đời sống đức tin họ, ta đánh đập đổ tất cả những tư tưởng này ngay như này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Tất cả những xiềng xích nào đang cầm buộc đời sống họ, ta dùng lời Chúa như là gọi là gươm hai lưỡi, ta chặt đứt dân sự Chúa khỏi những xiềng xích của ma quỷ hôm nay trong danh của Giêsu. Hallelujah. Kolabashi ba 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 ba. Kolabashi đi 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 đi. Kolabasha ba 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 ba. Kolabashi đi đi. Trong danh của Giêsu, tất cả những linh thờ thần tượng, tất cả những linh thờ thần tượng, những nơi mà họ đã đến thờ thần tượng, những nơi mà họ từng bị ảnh hưởng bởi tất cả những thần tượng, ngay cả những tên nào, pháp danh, những cái tên nào đó họ đang có, trong danh của Giêsu, ta chặt đứt họ ra khỏi những linh thờ thần tượng này và ta ném tất cả linh thần tượng này vào trong vực sâu ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu, trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Oh kolashakalaba kolabashedede. Trong danh Chúa Giêsu, chặt đứt họ ra khỏi những mối quan hệ mà thông linh và những mối quan hệ mà những họ đã cha mẹ ông bà của họ đã thờ thần tượng và xây chùa hay là xây bất cứ cái điều gì trên đời sống họ, bị cắt đứt ngay như này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Con công bố ngày hôm nay họ được giải phóng khỏi tất cả điều này trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Khoko shalababa telehi kolaba shadada. Hallelujah. Con cầu nguyện Chúa tha thứ, Chúa tha thứ tội lỗi họ, Ngài chữa lành họ, chữa lành gia đình họ khỏi những hậu quả hệ lụy của sự thờ thần tượng trong danh của Chúa Giêsu. Kolaba shili kilebi kolaba shakalaba kolaba kushili. Hallelujah. Trong danh của Jesus Christ, tuyên bố bắt đầu hôm nay tất cả những linh di truyền bệnh tật, tất cả những cái hung mà trên đời sống của họ, tất cả di truyền về những điều tiêu cực, phá sản, đổ vỡ hôn nhân, nghiện ngập, tất cả những di truyền này trong danh Chúa Giêsu, ta chặt đứt
họ ra khỏi tất cả điều này. Và tất cả những linh dưới trường này hãy vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Jesus. Đi ngay, đi ngay, đi ngay. Thôi đuổi trở lại trong danh của Jesus. Oh hallelujah. Chúa sai đạo binh thiên sứ của Ngài đến xử lý tất cả những điều này cho chúng con. Còn cảm ơn Ngài. Hallelujah. Oh, trong danh Chúa Jesus ta tuyên bố tất cả những linh những điều mà bùa chú bói khoa tà thuật mà con đang ảnh hưởng trên đời sống của con dân Chúa, nghe vậy ta dùng lời Chúa như là gươm hai lưỡi, ta cắt đứt các người khỏi xa con dân Chúa. Tôi tới Chúa bắt đầu hôm nay trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Những xiềng xích các người đang cầm buộc họ với đâu nay phải bị cắt đứt ngay này trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Thánh Linh ơi, con nhờ cậy quyền năng của Ngài vậy này, trói buộc tất cả những quyền lực sự tâm, mọi linh bùa chú bói khoa tà thuật mê tín dị đoan ngay như này bị trói buộc và ném vào vực sâu và không được quyền trở lại trong danh của Jesus. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, ngay bây giờ trong danh của Jesus. Hallelujah. Ola ba kula shakala ba kula kishikri di. Ola ba kula shikala ba. Ola kishakala da. O nhân danh Jesus ta ném tất cả ta vô hiệu hóa mọi linh vật nào họ đang có trong nhà, tất cả những hình tượng nào, tất cả những điều gì, những linh vật nào, những bùa chú bói khoa nào ở trong nhà của họ. Ngay này ta công bố rằng khi họ trở về nhà, Chúa chỉ cho họ biết nó những đồ vật này, những linh vật này đang ở đâu. Thì giờ này trong danh Jesus cắt đứt họ ra khỏi tất cả những linh vật này ngay này trong danh Jesus. Mặc dù họ có trước đây hay là những linh vật này vẫn còn ảnh hưởng trên đời sống họ, ta cắt đứt họ ra khỏi những điều này. Và linh của mọi linh vật này, những tà linh nào trong những linh vật này, ngay này ta trục xuất các ngươi vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hola ba kala shili, kola ba shalada. Ô, trong danh của Chúa ta tuyên bố rằng những linh ảo giác, những ảo giác, những ảo giác, những linh đem đến sự ảo giác, những linh không thực tế, những linh đem đến sự ám ảnh trong tâm trí bởi vì phim ảnh hay bất cứ điều gì, bởi vì bị một biến cố nào xảy ra, thì giờ này trong danh của Chúa ta trói buộc tất cả các linh này, ta trục xuất ngươi rời khỏi vào sau ngay này trong danh của Chúa. Hallelujah. Ô, mỗi tà linh rủa xả về hôn nhân, hallelujah, nhân danh Chúa Jesus cắt đứt tất cả những người nào mà tại đây từng liên hệ tình dục với bất cứ những ai mà không phải là vợ là chồng của họ, những người mà họ từng quan hệ sống trong hôn nhân không đám cưới, sống sau đám cưới, những tội tà, những điều mà liên hệ đến tà dâm, ô, những điều liên hệ đến từ ông bà cha mẹ ly dị đổ vỡ hôn nhân, ta cắt đứt dân sự Chúa khỏi tất cả điều này ngay giờ này trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Ô, tất cả những điều liên hệ đến tà dâm, bao gồm có loạn luân, bao gồm có sống chung với tất cả những thú vật thú dâm và những cái sinh hoạt tình dục không lành mạnh, ta cắt đứt dân sự Chúa ra khỏi tất cả điều này bắt đầu hôm nay trong danh Chúa Jesus. Ngay cả những phim ảnh mà họ coi ảnh hưởng trên tâm trí của họ, ảnh hưởng trên đời sống hôn nhân của họ, ta cắt đứt họ ra khỏi tất cả điều này ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Mọi linh tà dâm ô uế gian dâm ngay này, nghe đây, nghe đây, ngay hôm nay ta trói buộc chúng mày, ném chúng mày vào vực sâu ngay lập tức trong danh của Chúa Jesus. Hãy đi khỏi và không được quyền trở lại trong danh của Chúa Jesus. Kalasikhe kolaba kolaba shakalaba kolaba. Hallelujah. Ô, tất cả mọi ám ảnh về tình dục bởi những hậu quả bị lạm dụng tình dục, bởi những hậu quả lạm dụng người tình dục người khác, hay bất cứ điều gì mà ô uế liên hệ đến tình dục ngay như này trong danh Jesus, ta khai phóng tất cả những đồn lũy này trong tâm trí của họ, những ám ảnh trong tâm trí họ, ngay cả việc họ đi ngủ với điếm, tất cả này trong danh Jesus cắt đứt tất cả điều này. Và ta công bố bắt đầu hôm nay phải bị sụp đổ trong danh của Jesus, sụp đổ trong danh Jesus. Họ không còn nhớ đến những điều này nữa và những điều này không còn ảnh hưởng cho đời sống nữa. Chúa Jesus ơi, con công bố tất cả những điều gì trong tâm trí của họ ngay này được huyết của Chúa Jesus thanh tẩy hoàn toàn. Hallelujah. Huyết Chúa Jesus thanh tẩy tâm trí họ hoàn toàn, những xiềng xích hoàn toàn bị cắt đứt trong danh của Jesus. Mọi hệ lụy của mọi tội lỗi bắt đầu hôm nay phải bị chấm dứt ngày hôm nay và không còn tiếp tục nữa, không còn tiếp tục trên đời sống của họ, không còn tiếp tục trên gia đình của họ trong danh của Jesus và dòng dõi về sau trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Kolabakoshalabakihi kolabashakalaba. Ôi trời ơi, con cầu nguyện này bởi quyền năng của Thánh Linh của Ngài. Hallelujah. Bởi danh của Jesus và huyết của Chúa Jesus, con tuyên bố là bắt đầu hôm nay. Hallelujah. Tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, những con quyền lực nào trên đời sống của họ, tất cả những linh nào đang áp bức trên đời sống họ, con cầu nguyện như này, Chúa sai thiên sứ của Ngài đến xử lý tất cả những linh này và Ngài giáng lửa xuống thiêu đốt tất cả những điều gì trong đời sống của họ không đẹp lòng Ngài, những quy luật nào, những đơn lý nào còn đang trong đời sống của họ. Hallelujah. Trong danh của Chúa ta công bố rằng tất cả những điều gì những linh đem đến sự tổn thương, những đem đến sự tổn thương, hãy nghe đây, bắt đầu hôm nay ta trói tất cả những linh tổn thương này và linh bệnh tật nữa ngay như này, ta trói buộc tất cả chúng mày và truyền cho chúng mày đi ra ngay trong danh Jesus. Ta ra lệnh cho tất cả mọi linh bệnh tật đi ra khỏi mọi người. Chúng ta bắt đầu tuyên bố rằng mình đang bệnh gì, nhân danh Jesus bệnh hay đi ra, bệnh gì hãy nói rằng đi ra, bệnh đau đầu, đau mắt, đau chân, đau tai, đi ra khỏi ngay như này. Hãy nói rằng, tuyên bố rằng
hãy công bố rằng bệnh gì đó, hãy nói rằng bệnh đau đầu, nhân danh Chúa, đau đầu đi khỏi, đau vai đi khỏi. Những người nào, những con người đang sống tại đây, Chúa chữa lành cho quý vị nghe này, hallelujah. Ồ, những ai đang đau gan, Chúa chữa lành quý vị nghe như này, trong danh Chúa, Chúa cho quý vị một cái gan mới, hallelujah, trong danh Chúa. Những ai đang đau tim, được chữa lành bệnh tim nghe như này, trong danh của Chúa, hallelujah. Ồ, những ai đang đau nhức trên cơ thể, linh của sự đau nhức đi ra khỏi ngay như này, trong danh của Chúa. Ồ, là cái sự đau nhức, 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 ồ, những ai đang đau vai được chữa lành ngay như này, trong danh của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con khai phóng quyền năng sự chữa lành của Ngài. Hallelujah. Quý vị hãy nói với tôi như này. Con cảm ơn Đức Chúa Trời. Khi con xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính. Ngài tha thứ mọi tội lỗi của con và chữa lành con khỏi mọi bệnh tật. Con tuyên bố rằng bắt đầu giây phút này, con bố mạnh lên, bắt đầu giây phút này, con không có một căn bệnh nào trên cơ thể. Mọi căn bệnh tiểu đường, cao máu, đau nhức, mọi bệnh tật đi ra khỏi cuộc đời ta, đi ra khỏi cuộc đời của ta. Mọi linh nghèo đói, thiếu thốn, nợ nần đi ra khỏi đời sống ta, đi ra khỏi đời sống ta. Nghe giờ này, con cảm ơn Chúa Giêsu, bởi lần đôi của Ngài con đã được lành bệnh rồi. Con cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài vốn giàu có, tự Ngài trở nên nghèo khó, để từ hôm nay con trở nên giàu có, con trở nên giàu có, con trở nên giàu có trong kỳ này. Hallelujah, hallelujah. Satan, mạnh lên Satan, kể từ hôm nay cuộc đời của ta hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Các ngươi không có quyền ảnh hưởng cho đời sống ta, dù là bệnh tật, đau đớn, buồn bã, lo lắng, sợ hãi, không còn quyền cho đời sống ta nữa, không còn quyền cho đời sống ta nữa. Hãy rời khỏi đời sống ta, rời khỏi gia đình ta, rời khỏi chồng vợ, con cái của ta, kể từ hôm nay và mãi mãi về sau. Con cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài đã xuống thế gian này, đã chết thay cho lỗi của con, để ban cho con sự sống và sự sống dư dật. Kể từ hôm nay, con cảm ơn Ngài, con sẽ sống cho Chúa và phục vụ chỉ một mình Ngài mà thôi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi bây giờ chúng ta thử coi ai chúng ta cảm thấy Chúa đã chữa lành mình cái gì rồi. Rồi, rồi thử chưa, ai đau đầu có cái thế nào, ai đau mắt, ai đau vai, ai đau cổ. Rồi ai chúng ta được chữa lành rồi, giơ tay lên cho tôi. Giờ làm sao, lên đây chụp hình cái, chụp hình giùm tôi không, chụp hình giùm cái đi. Những người được chữa lành là giơ tay lên cho tôi. Những người đã được chữa lành rồi, hallelujah. Chúng ta nói rằng Satan, ma quỷ, ngay giờ này mày đi chân của tao, mày đi chân của tao, mày không còn cỡ trên tao nữa. Vì Chúa Giêsu đã giải cứu ta, và ngày hôm nay ta hoàn toàn được giải cứu, ta hoàn toàn được chữa lành. Hallelujah, 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 amen. Vỗ tay cảm ơn Chúa. Chúng ta hát bài Nisi gì đó. Dạ, Nisi. Dạ, xin mời bác thờ vững lên. Chúng ta hát bài này. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa. Hãy hát lớn lên, mạnh mẽ lên, vì biết rằng ngày hôm nay chúng ta đã được chiến thắng rồi. Nào, khi chúng ta hát, nhớ rằng nếu Chúa đã chữa lành cho chúng ta bệnh tật chúng ta, tôi thấy hầu như ai cũng bệnh hết. Tôi không biết tại sao quý vị theo Chúa nhiều năm mà đem nhiều căn bệnh gì. Quý vị hiểu tại sao? Bởi vì một số tội lỗi nào vẫn còn trên đời sống mình. Chứ ma quỷ nó biết, nó nắm lấy những tội lỗi đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã được Chúa chữa lành, cho nên về nhà đem cái sức khỏe theo, đừng đem bệnh về nhà nữa. Nói người kế bên, đừng đem bệnh về nhà. Hỏi người bên có được phước không vậy? Chúng ta biết không, tại sao có một số người sau khi cầu nguyện xong về họ bệnh hoài? Một phần trong lý do, một phần trong lý do này. Cho nên nếu mà quý vị muốn nghe một bài này trở về để mà nghiên cứu thêm, để giúp giải cứu người khác á, thì có thể lên trên YouTube và kiếm một loạt bài tôi chia sẻ nha. Rồi chúng ta có thể nó, ma quỷ luôn luôn nó đi dính chùm với nhau. Cho nên những người nào mà thờ thần tượng thì thường thường đi chung với tà dâm.
Thờ thần tượng đi chung với bói toán. Cho nên ngay cả chúng ta thấy có một số tôn giáo tại đây và họ, mặc dù cái người lãnh tụ của họ không có tin nơi bói toán, họ vẫn thực hành. Bởi cái linh nó đi chung với nhau. Những linh lo lắng, sợ hãi đi chung với nhau, dẫn đến những căn bệnh mất ngủ, những căn bệnh, nhiều căn bệnh khác nhau. Cho nên đây là cái điều mà rất là quan trọng. Dĩ nhiên đây không phải đề tài tôi chia sẻ, nhưng mà giải thích chúng ta hiểu phần nào. Ok, chúng ta qua bài thứ hai ha. Cách Chúa nói chuyện với chúng ta. Cách Chúa nói chuyện với chúng ta. Chúng ta đọc chung trong câu gốc Tiêu Thơ Nhì đoạn 3 câu 16-17 trang thứ 13 nha. Ok. Chúng ta cùng đọc. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Cho nên cách Chúa nói chuyện với chúng ta là gì? Chúa dùng Kinh Thánh để nói chuyện với chúng ta. Quay qua cái người kế bên, Chúa nói chuyện với chúng ta qua Kinh Thánh. À, rồi câu kế tiếp là không đọc Kinh Thánh không nghe tiếng Chúa. À, Kinh Thánh Chúa dùng để nói chuyện với chúng ta. Cho nên trong Kinh Thánh Chúa dùng các tiên tri để nói chuyện với chúng ta. Trong Tân Ước thì Chúa dùng các thánh đồ, các sứ đồ để nói chuyện với chúng ta. Ngài khải thị cho các sứ đồ để hiểu được những điều gì Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta. Nào, cần hiểu một điều. Chúa, Kinh Thánh của Chúa nó có chữ, phải không ạ? Nhưng mà để hiểu được lời Chúa, chúng ta cần sự mặc khải của Thánh Linh. Cho nên Kinh Thánh đó, nó giấu cái sự huyền nhiệm của Chúa. À, cho nên những gì trong Kinh Thánh đó, nó giấu, nó được bày tỏ ra. Giống như điển hình chúng ta thấy câu chuyện của Abraham dâng Isaac là con độc sanh mình cho Đức Chúa Trời. Nó mang hình ảnh là Đức Chúa Trời phó chính con Ngài cho chúng ta. À, cho nên Kinh Thánh có những cái câu chuyện trong Kinh Thánh nó mang lấy hình bóng tiên tri về những gì sắp sửa xảy đến. Và cho nên Kinh Thánh là nền tảng và chân lý cho mọi điều. Nếu như chúng ta không rõ Kinh Thánh, không nắm lấy nền tảng của Thánh, thì dẫn đến một điều, đó là chúng ta sẽ nói tiên tri trên cái điều gì đó nó không dựa trên Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần nắm lấy Kinh Thánh là một cái nền tảng cho đời sống mình để chúng ta nói tiên tri. Và cách hay nhất mà chúng ta nói tiên tri là chúng ta, Chúa cho chúng ta những hình ảnh trong Kinh Thánh, những câu chuyện Kinh Thánh để mang lấy cái lời tiên tri của Chúa cho một ai. À, nhiều người chỉ nói tiên tri thấy này thấy kia thế nọ nhưng mà không có Kinh Thánh. Tránh xa những người nói tiên tri mà không có Kinh Thánh. Phải có nền tảng của Kinh Thánh. À, và khi mà chúng ta hiểu được điều này, cái lời mà Logos, tức là lời Kinh Thánh bằng chữ đó, là khi chúng ta nói tiên tri nó trở thành lời Rhema, là cái lời sự sống của Chúa cho người nghe. À, cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta muốn chia sẻ lời Chúa cho một ai đó, cần cầu xin Thánh Linh của Chúa sức dầu cho mình để mình đem cái lời mà bằng chữ trong quyển thánh này nó trở thành lời mặc khải cho người nghe. Có một số người đến gặp tôi, nói một sư Phong, tôi nhớ cái bài giảng của một sư Phong giảng cho tôi ở đâu đó, và tôi hỏi họ về chứ lúc đó tôi giảng cái gì, và hầu như họ nói với tôi cái điều tôi giảng mà điều đó tôi hơi không hề biết, và điều tôi giảng là cái điều mà tôi chưa nghĩ đến. Tại sao vậy? Thánh Linh dùng những cái câu nói của tôi nói ra và Ngài giải thích trong trí của họ, trong tâm linh của họ, cho nên họ hiểu được những cái điều mà chính họ hiểu thôi. À, do đó khi mà chúng ta muốn giảng dạy, muốn làm một điều gì đó, chúng ta phải cần Thánh Linh của Chúa giải bài cho mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Jesus Ngài giảng dạy ở trong công vụ đồng một đó, Ngài khi mà Ngài giảng dạy, Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Trời để giảng dạy. Amen. Kinh Thánh cho chúng ta biết lời Chúa được bày tỏ cho qua Đức Thánh Linh. À, trong Giăng 14 câu 26 thế này: khi đấng phù hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh phải đến, nhân danh ta phải đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho con nhớ tất cả những gì ta truyền dạy cho các con. Một số người nói rằng, một số ơi, em không có đọc Kinh Thánh được bởi vì em đọc không nhớ. Vâng, nếu quý vị nói chuyện đọc Kinh Thánh mà không nhớ, quý vị nói đúng, nhưng mà không sao hết. Tại sao vậy?
quý vị có thể quên nó, bởi vì một phần nào trong trí của quý vị nó bị đóng lại cái chuyện đó. Nhưng mà khi quý vị có một cái chuyện gì xảy ra, Thánh Linh nhắc lại mình. Có ai chúng ta nhớ rằng khi mà mình có một chuyện gì xảy ra, tự nhiên Thánh Linh của Chúa nhắc lại mình câu thánh, mà câu thánh mình lâu quá lâu rồi mình không nhớ câu đó. Còn đúng không ạ? Ai thấy cái điều này giơ tay lên cho tôi. Dạ, thấy chưa? Cho nên đừng bao giờ cho rằng tôi đọc kinh thánh mà nó mất đi. Nó luôn luôn Thánh của Chúa giữ đó, và một lúc nào đó Ngài khơi dậy cho chúng ta trong cái hoàn cảnh mà chúng ta cần. À. Tiên tri là sướng ngôn viên của Đức Chúa Trời. Chúng ta qua trang 15, tôi sẽ đi rất nhanh. À. Suốt kinh thánh Đức Chúa Trời dùng kinh thánh và một vụ tiên tri để nói chuyện với con người. À. Nhưng mà dù là cá nhân hay là dù đám đông chăng nữa, thì Chúa dùng tiên tri để bày tỏ sự huyền nhiệm của Chúa dành cho chúng ta. Ngài nhắc nhở chúng ta những gì Ngài hứa, những gì Ngài phán để chúng ta đứng vững. Cho nên dù cái hoàn cảnh tối tăm hay bất cứ gì, Chúa dùng cái lời tiên tri đó để mà tác động cho đời sống của mình. Quý vị biết không, có một người nói tiên tri tôi cách đây 20 mấy năm. Và tôi chờ hoài tới bây giờ tôi bắt đầu thấy nó xảy ra nhanh chóng. Trước đó chờ hoài không thấy. À, nhưng bây giờ bắt đầu thấy. Và càng ngày nó càng xảy ra nhanh hơn và nhiều việc hơn. Cho nên lời Chúa không bao giờ qua đi cả. À. Chúng ta coi trong Ê-phê-sô đoạn tôi sẽ đọc ở trong Mô-xe ha, ở trong Phục Truyền đoạn 18 câu 15. Mô-xe nói với dân sự: Chúa Đức Trời anh chị em sẽ đưa đến một người trong vòng anh chị em để làm tiên tri giống như tôi. Anh chị em phải nghe lời tiên tri đó. Ta sẽ đưa đến một người trong vòng anh em để làm tiên tri giống như con. Ta sẽ đặt lời ta trong miệng tiên tri đó, và người đó sẽ nói lại cho họ mọi điều ta truyền dạy. Nếu ai không nghe lời ta do tiên tri đó nhân danh ta nói ra, người ấy sẽ bị ta, chúng ta bắt tội. Cái Chúa dùng tiên tri để nói mà chúng ta không nghe thì Chúa bắt tội chúng ta. À, và Chúa không làm được gì nếu mà không dùng các tiên tri của Ngài để nói. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu phân biệt ra một số điều về cái lĩnh vực của một vụ tiên tri. Trong một vụ tiên tri, thứ nhất, chúng ta có ân tứ tiên tri. Quay qua người bên cái bên, nói cho người cái bên ân tứ tiên tri để họ hiểu. À. Nào, Chúa hứa trong công vụ đoạn 2 câu 18 thế này: trong những ngày ấy ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên các tôi trai tôi tớ gái ta, và họ sẽ nói tiên tri. À. Rồi Phaolô nói với hội thánh Corinto trong câu thứ nhất đoạn 14 câu 1 thế này. À, ông ra lệnh cho hội thánh này: hãy đeo đuổi tình yêu thương, hãy khao khát tìm kiếm các linh ân, tức như là ân tứ Thánh Linh đó, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. Nào bây giờ trước nhất tôi muốn cho chúng ta hiểu một cái điều. Phaolô nói thế này: đeo đuổi tình yêu thương. Đeo đuổi có nghĩa là gì? Anh chàng nào mà muốn thích cái cô gái đó và muốn cưới cô gái đó là đeo đuổi cho đến khi mình cưới cô đó. Không biết ở đây có ai có trong trường hợp này không à? Không biết anh Thắng có trường hợp này không à? À, ok. Đeo đuổi tình yêu thương giống như làm sao để mình có cho được. À, đeo đuổi tình yêu thương, khao khát. Có nghĩa là chữ khao khát này có nghĩa là thèm muốn. Làm sao có được cái điều mình ước ao. À, khao khát các ân tứ của Thánh Linh. Có 9 ân tứ Thánh Linh mà chúng ta có thể có dịp tôi sẽ nói đến điều này. Nhưng mà 9 ân tứ Thánh Linh, nhưng mà follow nè, hãy khao khát các ân tứ Thánh Linh, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. Cái chữ ân tứ nói tiên tri này, cái chữ ân tứ nói tiên tri này đó, cái chữ mà này đó có nghĩa là gồm chữ tiên tri, gồm có là nói tiên tri, ân tứ tiên tri và chức vụ tiên tri. Chúa muốn hội thánh của Chúa khao khát để mà nói tiên tri. Bởi vì sao? Phaolô nói trong câu thứ nhất đoạn 14 câu 3 câu 4: người nói tiếng lạ thì gây dựng chính mình, còn ân tứ tiên tri dùng để xây dựng hội thánh. Cho nên ân tứ tiên tri là một ân tứ duy nhất mà Phaolô nói dùng để xây dựng hội thánh. Và đó tại sao những người mà không hiểu được ân tứ tiên tri á, thì họ sẽ lạm dụng, họ phê bình rằng không có tiên tri. Chúa không còn nói nữa, ân tứ tiên tri ngày hôm nay không còn nữa, chức vụ tiên tri không còn nữa. Và những người mà biết ân tứ tiên tri mà không trưởng thành trong tiên tri gây đến sự lộn xộn trong hội thánh. Họ hở ra hơi đâu vòng quanh Chúa nói Chúa phán. Thành ra khi mà nói Chúa phán là bắt buộc người kia phải nghe rồi. Đúng không ạ? Khi tôi nói quý vị Chúa nói Chúa phán, quý vị phải nghe, quý vị không vâng lời quý vị có chuyện à.
À, cho nên hôm nay, trong ngày nay và ngày mai, chúng ta cần phải học để chúng ta biết làm sao để mà chúng ta sử dụng cái ân tứ đó có lợi ích để xây dựng hội thánh. Quay qua người bên, ân tứ tiên tri dùng để xây dựng hội thánh. Và để xây dựng hội thánh, chúng ta cần phải biết cách sử dụng ân tứ. Nào, lửa mà chúng ta có ngày hôm nay, cái người nào mà biết sử dụng lửa tốt, cái người nấu ăn rất ngon, đúng không ạ? Chúng ta vào trong nhà bếp mà thấy nhà bếp mà biết sử dụng chảo, dùng lửa đó, họ nấu ăn ngon. Cái người mà không biết sử dụng lửa đó, cũng gia vị, cũng này nọ, nhưng mà không ngon. Lửa có thể dùng tốt cho nhiều thứ, mà cái người không biết sử dụng lửa, để bậy để bạ có thể cháy rừng, có thể cháy nhà. Chúng ta không thể nào đưa lửa mà quẹt cho những đứa con nít mới nhỏ nhỏ được. Lửa có thể dùng để hàng sắt dính lại với nhau. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được ân tứ đó, cần có một sự hiểu biết, cần có sự khôn ngoan, cần có sự chỉ dẫn mà cho những người mà biết trưởng thành đó, thì ân tứ đó sẽ là một ân tứ gây dựng. Nhưng mà nếu không biết tới nơi đó mà nghĩ mình biết đó, nó sẽ gây đến tai họa. Nói người cái bên, không biết gây tai họa. Cho nên nhiều người họ mới được sự mặc khải, tiên tri thấy cái này thấy kia, họ nghĩ là họ là cả một thế giới, mọi người phải lắng nghe, mục sư phải nghe tôi, là tôi thấy là Chúa bày tỏ cho tôi đó. Và chính vì như vậy hội thánh trở nên lộn xộn. Và trong ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào những điều này để chúng ta biết sử dụng ân tứ một cách đúng đắn. Amen. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong Công Vụ đoạn 21 câu 8 câu 9 thì ông Philip có 4 con gái đồng trinh thường nói tiên tri. Đây là những người có ân tứ tiên tri. Nào, ân tứ nói tiên tri không có nghĩa là người đó là chức vụ tiên tri. Ân tứ là một cái khả năng mà Chúa ban cho để nói tiên tri, không có nghĩa là người đó là tiên tri. Do đó có nhiều người thấy mình nói tiên tri và nghĩ mình là tiên tri. Một số người tôi không ưa cho một số người thấy người đó nói tiên tri được vài lần và công bố rằng anh chị là tiên tri. Chức vụ tiên tri là chức vụ Chúa ban, Chúa gọi là Chúa lập. Kinh Thánh cho biết là Ngài lập trước nhất là sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giáo, giáo sư. Hay Chúa ban cho, không phải là ai chúng ta đều là chức vụ tiên tri. Nói tiên tri là người tiên tri. Amen. Cái điểm kế tiếp là chúng ta, trước khi chúng ta đi đến điều này thì kế tiếp là linh tiên tri hay là linh nói tiên tri. Linh nói tiên tri có nghĩa là gì? Khi Thánh Linh của Chúa hiện diện trong buổi nhóm, thì khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, sự hiện diện Chúa đầy dẫy trong buổi nhóm, thì lúc đó nói tiên tri. Tại sao vậy? Trong Khải Huyền có nói đến đó là làm chứng về Chúa Giêsu là linh tiên tri. Bản dịch tiếng Việt chúng ta thì không dùng chữ linh mà dùng cái chữ là tinh thần tiên tri. Cho nên khi chúng ta ngợi khen Chúa Giêsu, tôn cao Chúa Giêsu, thì Ngài hiện diện người ta đó và Ngài nói chuyện. Có nghĩa là gì? Giống như câu chuyện của ông Sao-lơ, khi mà ông gia nhập cái đoàn tiên tri và đoàn tiên tri này nhảy múa và ca hát lên, thì ông sao? Ông nói tiên tri. Và người ta tưởng ông nói tiên tri quá chừng nói luôn, nhưng tưởng là Sao-lơ hát chẳng thuộc vào hàng tiên tri hay sao. Nhưng mà sau đó chúng ta đâu nghe Sao-lơ nói tiên tri đâu. Thấy không? Bởi vì ông ở trong cái buổi nhóm mà có những tiên tri, cho nên nói tiên tri. Cho nên khi mà chúng ta trong buổi nhóm giống như chúng ta đang ở này đó, thì ngày mai đó, tức là ngày mai đó chúng ta bắt đầu thực tập đó, thì quý vị sẽ nói tiên tri như gì thế này. Tại sao vậy? Linh tiên tri có đây. Và bởi vì tôi Chúa cho cái ơn này, cho nên khi tôi đặt tay cho quý vị sẽ nói tiên tri. Người nào tin sẽ nhận lấy. Linh tiên tri có nghĩa là gì? Trong cái buổi nhóm mà chúng ta gặp mặt lại với nhau, chúng ta sẽ nói tiên tri. Nhưng mà khi chúng ta rời khỏi buổi nhóm rồi thì khó nói. Tại Thánh Linh cũng không có đó. Thánh Linh tiên tri không có đó. Như vậy chúng ta hiểu được là tại sao có số người khi chúng ta học, chúng ta nói tiên tri, rời khỏi chúng ta không nói tiên tri. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta biết cách, chúng ta sẽ kích hoạt để mình nói tiên tri. Amen không ạ? Đó là điều mà tôi muốn chúng ta trở về, chúng ta sẽ thực hành điều này. Cho nên khi mà một người mà chúng ta sẽ thấy rằng người đó ngay cả phạm tội vẫn sẽ nói tiên tri được.
Bởi trong bầu không khí thuộc linh như vậy, họ nói tiên tri giống như là Saul đang ghét David, muốn bắt David, nhưng mà ông lợi cái nhóm người mà trong đó các tiên tri đang nói chuyện với nhau, đang nói chuyện, ông bước vô, ông là người ghét David mà, ông mới nói tiên tri được. Cho nên chúng ta sẽ đặt câu hỏi là, ủa, tại sao cái người này tội lỗi gì mà lại nói tiên tri? Họ nói tiên tri được. Bởi trong bầu không khí tiên tri, và những ai, này, đây là cái chuyện mà để ý chút xíu nè, những ai thường thường tham gia vào bùa chú bói khoa tà thuật trước đây, hay là từng bị ma quỷ áp bức trước đây, họ được ma quỷ kích hoạt cho họ về cái chiều kích, cái nhìn vào trong thế giới linh. Cho nên họ sẽ nói tiên tri rất là nhạy, thậm chí nhạy hơn một số mục sư nữa. Là bởi vì sao? Cái điều đó họ đã được kích hoạt rồi. Nhưng mà họ là nói tiên tri, nhưng mà nói tiên tri bởi sự hiện diện Chúa, họ nói tiên tri đúng, về nhà họ nói tiên tri là bậy. Bởi sao? Những cái tà linh đó, họ một hơi họ nghe tiếng Chúa, một hơi họ nghe tiếng của ma quỷ. Và do đó, chúng ta cần phải chỉnh lại hội thánh của chúng ta khi những chuyện này xảy ra. Cái quý mục sư với những người trưởng nhóm như nào mà coi trăng bày, chúng ta phải biết cái này rõ ràng để chúng ta chặn đứng, bởi vì nếu không ma quỷ sẽ xen vào và làm những cái điều rối loạn trong hội thánh. Và nó sẽ cho chúng ta những lời tiên tri đúng, nhưng mà đồng thời có những lời tiên tri lừa dối. Và bởi vì chúng ta thấy một số đúng, chúng ta cho rằng tất cả điều khác là đúng, và chúng ta nghe lời, chúng ta sẽ bày. Có hội thánh có kể lại, mục sư đã kể lại cho tôi nghe rằng là thời kỳ Chúa thăm viếng thì bắt đầu có một người nói tiên tri. Bắt đầu nói tiên tri, ai cũng thể nói tiên tri được, Chúa thăm viếng của nhóm ai cũng nói tiên tri được. Và sau khi nói tiên tri xong, có một người này là một người dường như là có khả năng nhiều, nói tiên tri nhiều hơn. Và cái người mà quản nhiệm hội thánh đó, thấy ồ cảm ơn Chúa, mừng quá, cảm ơn Chúa. Thì anh chàng này nói tiên tri một hơi thì bắt đầu cái chuyện gì cũng nói cũng xảy ra. Bắt đầu kêu mọi người chúng ta hãy gom tiền nhau giúp đỡ cho hội thánh tại đó. Và Chúa kêu tôi là chúng ta gom tiền lại đưa cho tôi để tôi chuyển tiền cho một số mục phụ Việt Nam. Người ta gom tiền lại đưa ổng để đưa về chỗ đó. Ông lấy tiền xong rồi, ngay cả ông mục sư cũng đưa tiền luôn. Sau khi đưa tiền xong rồi á, thì ông mục sư tự nhiên thấy là trong lòng không bình an. Ông đòi tiền lại. Ông thấy không ổn, tự nhiên là không thấy bình an. Ông đòi tiền lại. Khi ông đòi tiền lại, anh này không trả. Vì ông nói tôi muốn lấy tiền lại, tôi không muốn giúp cho việc này. Ông lấy tiền lại. Và sau khi lấy tiền lại xong thì tất cả người khác, ông không trả. Lắng nghe. Chúng ta sẽ học làm sao để phân biệt cái lời tiên tri. Chứ không phải bất cứ ai nói tiên tri, chúng ta đều amen hết. Là con cái Chúa, quý vị rất là dễ thương, cho nên mục sư nói gì cũng amen, ai nói gì cũng amen. Làm ơn giùm tôi đừng dội amen. Amen. Đừng dội amen. Cái gì của Chúa mới amen. Cho nên những người mà sau khi họ được kích hoạt tiên tri rồi đó, họ sẽ trở nên họ được gọi linh đồng bóng sử dụng họ. Linh bối khoa sử dụng họ. Có những người họ ở đây trước khi tín đồ bước vào, tôi biết cô ở nhà có chuyện thì sao, cô đang cãi lộn với chồng, vân và ôm mê quá. Và những ai đến mà chỉ nói tiên tri không mà không giải lời Chúa, chúng ta chạy xa họ đi. Nếu chạy được 200 cây số giờ cũng không nên chạy nữa. Bởi vì họ chỉ luôn luôn nói từ nó lên bốc khoa lên đồng bóng không à. Cho nên chúng ta cần tránh xa những người này. Cho nên khi linh tiên tri giáng xuống, sẽ có nhiều người nói tiên tri, nhưng mà chúng ta là những con người cần có ơn phân biệt khi chúng ta tiếp nhận lời tiên tri. Amen. Kế tiếp là chúng ta nói là Đức Chúa Trời muốn dấy lên chức vụ tiên tri. Ở trong Ê-phê-sô 4 câu 11 đến câu 13, chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm truyền giáo, một số làm mục sư và giáo sư, nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ xây dựng thân thể Chúa cứu thế. Cho đến khi tất cả chúng ta đến để đạt sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đến mức độ trưởng thành tầm thước vóc vạc dốc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 câu 13. Chức vụ tiên tri, chúng ta nói chức vụ tiên tri là cái gì? Không phải đi vòng vòng để nói tiên tri. Nhiều người chúng ta nghĩ là tiên tri, tôi sẽ nói tiên tri cho người này người kia, tôi chức vụ tiên tri. Không phải, tiên tri dùng để trang bị dân sự Chúa. Và hội thánh tránh một cái điều như thế này. Đừng nghĩ tiên tri giống như là ông thầy bói. Mục sư ơi, có lời tiên tri cho tôi.
Mục sư không phải người tiên tri, không phải là thầy bói để chúng ta đến ông bói cho chúng ta. Chúng ta phải nghe tiếng Chúa cho mình, quay qua người bên, chúng ta phải nghe tiếng Chúa cho mình. À, chứ đừng kiếm tiên tri để mà họ ở nhà không cầu nguyện Chúa, họ ý muốn Chúa mà chạy đến mục sư nói tiên tri cho em. À, như chúng ta hồi nãy chúng ta nói được, Chúa muốn nói chuyện với chúng ta mà, đúng không? À, nếu chúng ta chịu đến gần Chúa, chịu lắng nghe tiếng Chúa, chắc chắn Ngài sẽ nói chuyện cho chúng ta. À, câu thứ nhất đoạn 14 câu 19, câu 29 câu 31 câu 32. Chỉ nên hai hay ba tiên tri rao giảng và những người khác suy xét. Bởi vì anh em lần lượt đều nói tiên tri được cả, để ai nấy được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. Nào bây giờ chúng ta nghe tại đây điều gì xảy ra? À, hai ba người nói tiên tri, những tiên tri khác thì làm gì? Suy xét. Ngay cả ông đó là tiên tri, ông nói tiên tri xong, những người khác nghe còn có đúng không? Suy xét lại có đến từ nơi Chúa hay không. Cho nên tôi tránh xa những người xưng mình là nghe tiếng Chúa, xưng mình là tiên tri, khi ai nói họ, họ không thèm nghe. Tôi tránh xa. Tại sao vậy? Đây là những người nói loạn, đây là những người kiêu ngạo. Càng được Chúa tiên tri càng cao nhiều nào, sự khiêm nhường phải thấy nơi đời sống người đó. Chức vụ càng cao nhiều chừng nào thì phải thấy dấu hiệu của sự khiêm nhường, cái sự lắng nghe người khác và sẵn sàng để thay đổi. Cho nên những tiên tri này là những tiên tri dởm. Quay qua coi chừng tiên tri dởm. Quý vị không, những tiên tri dởm này nó có nhiều người khoái hơn lắm, bởi vì họ nói cho quý vị toàn là phước không à. Nói quý vị là giàu có, nói quý vị thành công, nói quý vị này nọ này nọ. Vâng, Chúa muốn chúng ta giàu có, chúng ta muốn thành công. Nhưng mà mấy ông đó nói cho bị giàu có thành công để ông được tiền của vị. Thấy không? Cho nên ở ngoài có thầy bói, sau khi có thầy bói xong thì đưa tiền cho ông. À, thì hôm nay vô nhà thờ gặp tiên tri, nói tiên tri tốt để rồi được tiền. Quay qua bên tiên tri như vậy chạy xa thật xa. À, quý phải hiểu được điều này. Nếu không, quý vị chờ nguyện ông nói tiên tri con hoài, sao mà con chờ hoài con không thấy. À, cho nên Chúa muốn đem những kinh thánh làm tâm trí con kế tiếp nào. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, có nghĩa là chúng ta ai nấy đều có nói tiên tri được cả. À, nhưng mà kế tiếp là gì? Tâm thần của tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát, hay nói cái khác là cái spirit hay cái linh tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. Có nghĩa là người nào nói tiên tri thì cái người nào trưởng thành trong tiên tri nhận định ra người này nói tiên tri đến từ nơi Chúa hay nói từ linh của người đó hay từ ma quỷ. À, có những người họ muốn chứng minh họ nói tiên tri được, cho nên khi mà họ gặp ai đó, họ nói để tôi nói tiên tri cho. Họ kiếm người khác để họ nói tiên tri. À, và những người nào đến tìm họ xin được nói tiên tri cho họ, và họ nghĩ rằng bởi vì tôi là tiên tri, tôi phải có lời tiên tri cho người đó. Và họ cố gắng tìm coi cái lời tiên tri nào họ nói. Cho nên ở đây chúng ta cần có những người mà tập nói tiên tri. Chúng ta cần có kính sợ Chúa đủ. Nếu Chúa nói thì chúng ta nói, Chúa không nói thì giáng vào cơ lại. Amen. À, vỗ vai cái bên Chúa không nói đừng nói nha. Tiên tri là tiếng nói của Đức Thánh Linh. Phêrô dạy trên tất cả mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời. Đó. Chữ này có nghĩa là gì? Thánh Linh Chúa tác động chúng ta nói ra từ Đức Chúa Trời. Thánh tác động chúng ta để ta nói ra, chứ không phải là tự mình nói ra. Amen. À, cho nên Thánh Linh của Chúa tác động, cho nên chúng ta cần muốn nghe lời tiên tri nào, Chúa ơi xin tác động cho con để con nói ra thì từ nơi Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 20, Chúa Giê-xu nói về những người mà đi ra mà giảng tin lành và bị bắt bớ đó, trước những cái quan tòa. À, vì không phải tự các con nói ra, nhưng Đức Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. Cho nên khi mà chúng ta có linh tiên tri rồi đó, chúng ta nói, mà lắm khi chúng ta không biết là Chúa nói qua mình. Có ai chúng ta nhớ rằng khi mình đi làm chứng rồi mình làm chứng cho người đó, mình nói câu đó và mình nói ủa tại sao mình nói vậy
không? Rồi sau đó mình biết rằng à, cái này Chúa cho mình nói. Có nghĩa Chúa tác động chúng ta và chúng ta nói ra từ Đức Chúa Trời. Thánh Linh Chúa là đấng phán dạy qua tiên tri Khải Huyền đoạn 3 câu 22. À, ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Tất nhiên là tiếng tiên tri là tiếng nói của Đức Thánh Linh. Nào, tiên tri được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất gọi là nói trước, phần thứ hai là nói ra. Nói trước, quay qua cửa mình nhắc rồi đó, nói trước và nói ra. Nói trước có nghĩa là gì? Chúng ta nói những chuyện sắp sửa xảy đến. Và nói ra là những chuyện gì mà chúng ta nghe từ nơi Chúa nói ra. Có thể là chuyện trong quá khứ, cái chuyện trong hiện tại mà chúng ta nói ra. Cho nên lời tiên tri gồm có hai phần này, là nói trước và nói ra. Cho nên khi mà chúng ta nói tiên tri, có thể chúng ta sẽ nói hai phần. À, chúng ta sẽ nói chuyện sắp sửa xảy đến cho người đó. À, có thể chúng ta sẽ nói chuyện về cái chuyện mà à, những gì đã xảy ra cho người kia. Tùy Thánh Linh của Chúa bày tỏ cho chúng ta điều gì. À, tôi mới ghé một hội thánh trong tuần này. Thì tôi ghé thăm cái mục sư bạn của tôi và nhiều năm rồi. À, thì tôi gặp lại cậu này. Thì cái cậu này nói rằng mục sư lúc trước mục sư có nói tiên tri cho em. Và mục sư nói, tôi hỏi gì chứ, tôi nói gì cho em. Em nói mục sư nói cho em biết là em sẽ là người chăm sóc thanh niên. Tôi hỏi gì chứ giờ em đang làm gì? Để em là trưởng ban thanh niên. À, nói trước những chuyện xảy đến. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đều nói trước hết. Tôi sẽ chia sẻ chúng ta những gì chúng ta được nói trước và những gì chúng ta không được nói trước. À, đặc biệt đừng nói ngày mấy Chúa Giêsu trở lại. À, có một số chuyện chúng ta phải hiểu được cái chuyện này. À, và những chuyện nói ra nữa là bao gồm chúng ta phải cầu hỏi Chúa trước khi chúng ta nói ra cái chuyện đó. Và chúng ta cần phải hiểu là lúc chúng ta nói ra có đáp đồng ở tại đó không. Nếu chuyện đó liên hệ đến cá nhân của người đó, liên hệ đến mặt mũi người đó, chúng ta sẽ không nói ra vừa đám đông. Nhiều người ngày hôm nay có thể quý vị không đồng ý với tôi, nhưng đây là cá nhân tôi tin. Tôi sẽ không bao giờ đuổi quỷ và quay video của người đó vừa đám đông bỏ trên mạng. Cái người đó tôi không quay, người đó đang ối mửa, người đó đang quằn quại, và tôi chứng minh rằng tôi nhân danh Chúa tôi đuổi và cho người khác thấy. Tại sao vậy? Mặt mũi của người đó, gia đình của người đó. Chúng ta giải cứu người ta một cách êm ấm, người đó sẽ làm chứng lại. Nếu chúng ta muốn thâu lại, chúng ta đưa cho người đó coi, để cho người thấy được cái gì. Nếu người đó muốn đăng thì đăng, và nếu một sư có thể đăng cái này cho hội thánh thì đăng. Đừng bao giờ đem bêu xấu người ta trước công chúng. Amen không? Cho nên hội thánh Chúa cần đi vào trong cái chỗ trưởng thành hơn, sử dụng ân tứ một cách khôn ngoan hơn, một cách trưởng thành hơn. À, rất nhiều người rất là non trẻ, họ được giải cứu rồi họ đăng lên tùm lum hết trơn để chứng minh cho cả thế giới biết là tôi có quyền năng. Một người nào mà chúng ta ở trong Chúa có quyền năng rồi, chúng ta không cần chứng minh. Cho nên ân tứ của Thánh Linh chúng ta biết rồi, gồm có ba nhóm ân tứ. Ân tứ lời nói do Thánh Linh Chúa cảm thúc chúng ta nói ra, bao gồm nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, nói tiên tri. Ân tứ quyền năng là bao gồm có ân tứ đức tin, ân tứ chữa lành, ân tứ là phép lạ. À, và ân tứ mặc khải là nhận biết các linh, lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan. Ok, chúng ta qua trang 22 nhé. À, phần thứ 6. Lời tiên tri cá nhân đem đến sự xác định và làm chứng. Hay là ấn chứng. Thánh Linh của Chúa muốn nói chuyện với cá nhân và nhóm người. Do vậy lời tiên tri cần được xác nhận từ nơi miệng hay hai ba người làm chứng, hoặc Chúa xác định bằng hai ba cách khác nhau. Lời tiên tri không thể thay thế tiếng nói của Đức Thánh Linh trực tiếp với người đó. Tiên tri là phương pháp Chúa giao tương giao với con dân của Chúa, giống như Phao-lô xác định lời tiên tri của Agabus nói với ông. Nào nghe đây, cái lời tiên tri của một người nào nói cho chúng ta, trong lòng của chúng ta, Thánh Linh phải ấn chứng trong lòng chúng ta, đó là Chúa nói. Nghe kỹ, Thánh Linh của Chúa phải ấn chứng trong lòng chúng ta, đó là tiếng nói của Chúa cho mình. Nếu chúng lòng chúng ta chưa được ấn chứng điều này, chúng ta hãy để đó, chờ Chúa ấn chứng. Bởi vì sao? Rất là quan trọng, bởi vì có rất nhiều người nói tiên tri, hở một cái chúng ta amen cho cái chuyện đó.
nhưng mà không có nghĩa là điều Chúa dành cho mình. Sẽ có những người sẽ nói tiên tri chúng ta những lời tiên tri rất là hùng hồn, anh chị sẽ trở thành thủ tướng của Việt Nam, anh chị có thể là những người gì đó mà vĩ đại, là người giàu có nhất hay là gì đó. Tôi xin thưa với chúng ta rằng coi chừng, bởi vì nếu như mà ai tuyên bố chúng ta là người giàu có nhất Việt Nam, người giàu có nhất tại Cà Mau đi chăng nữa, hãy cho tôi thấy ngày hôm nay anh biết tính toán sổ sách của anh. Cái người mà không biết tính toán sổ sách đó, tính toán lời lỗ mà không làm ra tiền, mà không biết coi sổ sách đó, tôi bảo đảm người đó không bao giờ khá được. Cái người cho tôi thấy người đó đó, cái mối quan hệ với người khác, và mỗi lần người đó mua bán gì đó có lợi không, mà mua vừa mua xong cái lỗ lại chẳng khác, tôi xin thưa là không thể nào giàu được hết. Bởi vì cái sự suy nghĩ, cái sự xác quyết trong đầu của người đó đó, cái sự phân tích, cái ơn phân biệt, căn cứ phân biệt, nhìn người hay là nhìn đồ mua là không biết, không thể nào giàu được. Cho nên nó cũng đòi hỏi nhiều thứ lắm, đòi hỏi rất nhiều thứ. Cho nên khi mà chúng ta nghe lời tiên tri, nó phải xác chứng trong lòng của chúng ta. Chúng ta phải về nhà cầu nguyện, Chúa ơi, cái người đó nói tiên tri cho con vậy, nhưng có phải là của Chúa trời con không? Và nhiều người, tôi sẽ nói chúng ta cái tiên tri thần tượng, nhưng mà thẳng tôi muốn nói chúng ta là nhiều người bởi vì họ mê, muốn có nhà, muốn có xe, họ mê bởi vì họ đam mê cái này, và họ mong rằng Chúa sẽ cho họ, tin tưởng được cho Chúa cho họ, nhưng mà họ không yêu mến Chúa, họ không chịu đọc kinh thánh, không phục vụ Chúa, và cứ mong rằng mình có đó, sẽ có một tiên tri nào đến cho quý vị cái điều đó. Cho nên lĩnh vực tiên tri rất là nhiều thứ, rất là phức tạp, và chúng ta cần phải đi sâu vào trong cái lĩnh vực này. Rồi chúng ta sẽ qua bài thứ 24, trang 24 bài thứ 3. Dạ. Rồi chúng ta đọc chung nha, câu gốc nào. Vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy được dạy bảo, ai nấy được khuyên lớn. Lần nữa ha. Vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lớn. Câu thứ nhất 14 câu 31. Vậy ai nói tiên tri được? Hả? Xin trả lời tôi, ai có thể nói tiên tri được? Hả? Ai? Tất cả đều nói tiên tri được. Dỗ dài người bên, anh có thể nói tiên tri được, chị có thể nói tiên tri được. Hỏi gì chứ, khó không hay dễ? Qua hết ngày mai rồi, bây giờ thấy dễ à? Amen. Rồi. Lời tiên tri là lời phát biểu từ Thánh Linh, và ống dẫn là con người. Nguồn gốc của nó là thiên đàng. Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta, và chúng ta là ống dẫn, và Chúa dùng chúng ta để nói cho người khác nghe. Lời tiên tri được bày tỏ của Thánh Linh qua Đức Thánh Linh là của Đức Chúa Trời. Lời tiên tri có thể được nói ra bởi bất cứ những ai nhận được báp têm trong Thánh Linh. Ai chúng ta được báp têm Thánh Linh rồi, giơ tay lên rồi tôi. Ai được báp têm Thánh Linh rồi mà nói tiếng mới rồi, giơ tay lên. Ok. Nếu quý vị là người được báp têm bằng Thánh Linh và nói tiếng mới, quý vị đạt đủ tiêu chuẩn để nói tiên tri. Bởi vì tại sao tôi có thể nói được dạng dĩ điều này? Khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh là chúng ta nói chuyện với ai? Với Chúa. Kinh Thánh cho biết là chúng ta cầu nguyện là chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời. Thánh Linh sẽ lấy những sự thở than bên trong của chúng ta nói chuyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta nói cái sự huyền nhiệm. Và khi chúng ta tương giao với Đức Chúa Cha qua Đức Thánh Linh, qua trong nói tiếng mới, thì chúng ta bắt đầu kích hoạt sự mặc khải đến. Đó tại sao Phaolô nói rằng tôi nói tiên tri nhiều hơn tất cả anh em. Ông muốn nói điều gì? Cái chữ này có nghĩa là gì? Cái chữ này có nghĩa là ông nói là tôi nói tiên tri không có ai nói, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn bất cứ anh em nào. Có nghĩa là không cần biết anh em có bao nhiêu, ở đây là ai nói tiếng lạ nhiều, tôi nói nhiều hơn. Và cái chữ này có nghĩa là thậm chí tôi còn nói nhiều hơn tất cả anh em còn nói cộng lại nữa. Quý vị nào mà đi gần gần tôi thấy tôi luôn thường lâu lâu cái nghe tôi, còn là tôi không nguyện. Tại sao? Tôi nói trong sự nguyện nhiệm. Tôi tương giao với Chúa luôn luôn. Và khi chúng ta tương giao với Chúa luôn luôn thì Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời muốn tương giao với hội thánh của Ngài, và tiên tri là một trong những cách mà Ngài hoạch định để nói chuyện với hội thánh của Chúa. Phương pháp của sự tương giao này là thông qua Đức Thánh Linh. Nói tiên tri đúng không hẳn là tiên tri thật.
vì tiên tri già có thể nói tiên tri đúng, thế giới tội tâm có thể nói tiên tri đúng. Những ông thầy bói vẫn có thể nói đúng. Tại sao vậy? Thế giới tối tâm nhìn đời sống của người này có thể đoán trước gì xảy ra. Nhìn cái người mà tham tiền thì biết chắc chắn là anh thế nào người ta cũng giàu. Được chưa? Và nhìn cái người tham tiền cũng biết chắc chắn mai mốt anh sẽ nghèo. Quý vị nói tôi nói đúng không? Khỏi cần hỏi tiên tri. Được không? Nhìn cái người mê tiền, mê tham giàu, không cần nói tiên tri cũng biết là mai mốt gia đình đổ vỡ. Tại sao vậy? Không mấy tiền đâu có lo gia đình, do con cái lo vợ con đâu. Cho nên Satan nó cái này là cái chuyện bình thường vậy đó. Ông mấy ông thầy bói mà không cần phải nữa, cũng mấy ông bói mò nó cũng nói đúng nữa. Cho nên cái người nói đúng không hẳn là người nói tiên tri, người đã chức vụ tiên tri. Ok, chúng ta thấy một điều tại đây trong câu thứ nhất đoạn 13 câu 9 vậy. Vì chân chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Cái này nói đến điều gì? Khi chúng ta được Chúa bày tỏ chúng ta, Ngài chỉ bày tỏ chúng ta một điều thôi, một vài điều thôi. Chúng ta không biết hết cuộc đời của người đó. Nhưng mà đôi khi Chúa dùng chúng ta để nói hết cuộc đời người đó trong một cái sự tóm tắt. Và lắm khi chúng ta tưởng rằng cái người đó biết hết cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta nói tiên tri, chúng ta chỉ nói một phần thôi. Chúng ta không nói hết được. Bởi vì giống như chúng ta nhớ câu chuyện mà ông tiên tri Esai, ông nghe tiếng, ông thấy Chúa ở trong đền thờ, áo của Chúa đắp lên đền thờ. Và ông nghe tiếng nói ai sẽ sai ta đi, ta sẽ đi cho ai. Ông chỉ nghe được khúc thôi, ông thấy được một khúc thôi, không thấy hết. Chỉ trừ những con người đặc biệt, quá đặc biệt, thuộc về dạng giống như bạn của Chúa đó, thì Chúa bày tỏ. Giống như là tiên tri Môi-se, ông lên gặp Chúa và Chúa cho ông thấy giống như cuộn video từ lúc Chúa sáng tạo vũ trụ thế nào. Ông thấy Enoch như thế nào, ông thấy Abraham thế nào, ông Abraham nói với Chúa thế nào, Abraham nói vua Abimelech thế nào, thấy Isaac thế nào, Jacob, Joseph thế nào. Tất cả câu chuyện này từng chữ một Chúa cho ông thấy và ông ghi xuống. Sách Ngũ Kinh là do Môi-se viết phải không? Làm sao ông biết chuyện này? Chú chỉ cho ông, chú bày tỏ cho ông. Một người nữa là dân sứ đồ dân tại đảo Bạch Môn, chú chỉ cho ông những việc xảy đến về thời kỳ cuối cùng. Ông thấy chi tiết và ghi lên sách Khải Huyền. Cho nên những người mà dạng tiên tri mà như tôi và một số người khác mà nói tiên tri như vậy, chúng ta chỉ biết một phần thôi. Nếu chú thương xót thì chú nâng cấp lên, nếu chú trung tính thì chú nâng cấp lên. À, còn thôi chúng ta chỉ nói tiên tri thôi. Amen không ạ? Cho nên tôi hôm nay tôi muốn cho nhìn thấy trung tính trong việc nhỏ, Chúa sẽ giàu hơn. Amen. Ok, chúng ta sẽ coi dưới cái chữ phần cuối trang 25. Chữ Masa này là cái chữ từ gốc của Masa trong Habakkuk đoạn 1 câu 1 đó. Tiên tri này có nghĩa là gánh nặng. Người nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời như mang lấy một gánh nặng trên người. Giống như Sacheri, Malachi, Esai đều thấy điều này. Lời tiên tri này nói ra từ tấm lòng yêu thương của Chúa cho con cái của Ngài. Có một gánh nặng của người tiên tri khi thấy dân sự Chúa không còn yêu mến Chúa và Chúa đặt trên đầu gánh nặng và họ nói tiên tri cho dân sự của Chúa. Lời tiên tri nói ra từ ý tưởng, ý định và chương trình của Chúa muốn chuyển giao cho con cái Ngài và Ngài dùng tiên tri để nói ra. Nếu lời tiên tri mang lánh đánh giá phán xét, thường là có kèm theo lời hứa khôi phục hay là phục hồi đời sống của nó lại. Tiên tri nâng lên chứ không hạ xuống. Là nếu mà chúng ta nghe cái lời người nào mà nói tiên tri đó, lúc nào họ nói anh có tội, có chừng Chúa phạt. Anh có chừng, anh còn, anh đang phạm tội điều này, anh về nhà 3 ngày sau sẽ đụng. Chạy xa mấy người đó. Có những tiên tri là nói sự chết không à. Không bao giờ nói làm cho người ta thấy sống, người ta mạnh mẽ hơn và trở về Chúa, với Chúa hết đó. Mà luôn luôn nói là chuyện này, chuyện kia sắp sửa xảy ra. Những người nói tiên tri đó không đến từ nơi Chúa mà từ nơi ma quỷ. Chúng ta cần biết rằng Chúa luôn luôn muốn nói và đem đến sự gây dựng, khích lệ và
an ủi cho chúng ta. Amen. Ví dụ chúng ta là cha mẹ, là con cái mà chúng ta mà ngỗ nghịch ly đó, chúng ta hâm nó và chúng ta kèm theo gì? Nếu không mà ba đánh con à, nếu không mẹ đánh con à. À, những người cha mẹ tốt luôn luôn có cái thái độ này. À, thì ra lời tiên tri cần có mang lấy tinh thần, đem đến lời hứa, đem đến sự phục hồi. Họ, họ thấy thế giới linh theo sự dẫn dắt của Thánh Linh và ân tứ mặc khải. Đây là cái chuyện mà đang nói nè. Quý vị nào từng trước đây ở trong thế giới bùa chú bất bối khoa, quý vị sẽ bước vào trong thế giới linh khi mà sau khi tin nhận Chúa. Bước vào trong thế giới linh, quý vị sẽ thấy là thấy Chúa và thấy thế giới của ma quỷ. Mà tâm linh của quý vị không ý thức được, không hiểu được, cho nên chỉ nói ra những gì mình thấy thôi. Giống như đứa bé mới vừa sinh ra, nó thấy tất cả mọi thứ, nó không hiểu. Thì chúng ta là mới vừa tin Chúa, chúng ta thấy thế giới linh và chúng ta nói theo những gì chúng ta thấy. Nào, cái chỗ nguy hiểm mình ở chỗ này. Những người mà khi họ thấy thế giới linh mà thiếu đi cái đời sống thuộc linh, thiếu đi lời của Chúa, trong đời sống người đó có sự kiêu ngạo, có sự nổi loạn, có sự không vâng phục, có như đời sống của người đó thích khoe khoang, thích chứng minh mình. Họ nhìn vào thế giới linh và họ sẽ nói theo những gì mắt họ thấy. Và họ bắt đầu nói theo những gì ma quỷ cho họ thấy. Hãy nhìn xem. Tiên tri già và tiên tri trẻ. Tiên tri trẻ, Chúa nói rằng con hãy đến cái chỗ đó và con sẽ nói với bàn thờ sụp đổ, tuyên bố bàn thờ sụp đổ, và ông đi tới đó và ông nói bàn thờ sụp đổ. Và Chúa dặn được đi về không dừng ở chỗ nào hết. Trên đường ông về thì ông gặp một tiên tri già. Và tiên tri già nói rằng thiên sứ của Chúa bảo tôi, anh hãy đến đây và nghỉ ngơi. Anh nghe lời ông tiên tri già này, lợi nhà ăn uống xong. Ăn uống xong, ông tiên tri già nói bởi anh không nghe lời Chúa cho nên anh ra và anh sẽ chết. Thì anh đi ra, anh chết. Quý vị thấy không? Lần đầu tiên tiên tri già nói sai, lần sau nói đúng. Điển hình một câu chuyện rất là đơn giản nữa nè. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Ngài, các ngươi nói ta là ai? Người nói rằng Chúa Giêsu là tiên tri này, tiên tri kia, tiên tri nọ. Và Chúa Giêsu hỏi cái môn đệ của Ngài, các còn các ngươi nói ta là ai? Phi-rơ mạnh miệng lên nói, Chúa là Đấng Christ không Đức Trời hàng sống. Ông nói xong, Chúa Giêsu nói, điều này không phải do người nói, mà do không phải do xác thịt của người nói, mà do cha ta cho người nói. Nào, lúc đó, sứ đồ Phi-rơ không biết mình nói ra là do Chúa cho mình nói ra. Nữa. Phải không? Rồi một lần sau, chỉ mấy phút sau, Chúa Giêsu nói ta sẽ lên thập tự giá, ta sẽ chết, vâng. À, thì ông mới kêu Chúa Giêsu nói, thầy, đi theo. Đức Chúa Trời nào nỡ làm cái chuyện này? Chúa Giêsu chỉ mặt ông nói, hỡi Satan, lui ra khỏi ta. Trước đó mấy phút, ông nói đến từ Đức Trời, ông không biết. Sau đó mấy phút, ông nói cái điều từ ma quỷ, ông cũng không biết luôn. Như vậy, đưa đến một kết luận gì? Đừng bao giờ nói Chúa phản. Quay qua cái bên, đừng bao giờ nói Chúa phản. Cái này để cho những người trưởng thành hơn nói, để cho những người nào kinh nghiệm gần gũi Chúa họ nói. Amen không ạ? Bởi vì tại sao chúng ta không được nói điều này? Bởi vì một trong điều răn thứ ba là chớ lấy danh Chúa mà chơi. Hay nói khác là không có mượn danh Chúa để nói. Ví dụ như tôi mượn danh một sư thành, tôi nói là một sư thành biểu quý vị làm chuyện này, trong khi đó ông không biểu, ông không kêu. Tôi mượn danh ông, ông chỉ giận điên lên luôn. Và tôi coi như là cái người mà ông là không xài được nữa. Cho nên nhiều người chúng ta, Chúa không nói không biểu mà cứ đi ra nói Chúa phán Chúa biểu. Bởi sao vậy? Mình đoán mò, mình nói tiên tri mò, rồi mình nói Chúa nói Chúa bà biểu Chúa kêu. Quay qua người bên, đừng nói tiên tri mò nữa. Đừng nhân danh Chúa mà nói nữa. Amen chưa? Chúa không để yên cho người nào mượn danh Chúa mà nói đâu. À, chúng ta đang sống trong một thế hệ mà nhiều người nghĩ rằng mình quá đặc biệt. Cho nên khi mà mình nói Chúa phán, Chúa biểu, khiến cho người khác bắt buộc phải làm theo ý mình. Nào, bây giờ chúng ta qua phần kế tiếp là Kinh Thánh là nền tảng chính của tiên tri. À, tiên tri nói về Đấng Messi. À,
Kinh Thánh cho chúng ta biết là Kinh Thánh là nền tảng của lời tiên tri. Bởi vì Kinh Thánh là lời Logos, là lời của Đức Chúa Trời. Và lời này phải được nói ra mang lấy một cái tính cách, nó phải dựa trên lời của Chúa để chúng ta nói, dựa trên ấn chứng ở trong lòng chúng ta nói. Khi tiên tri Agabus nói rằng lấy cặp Phaolô và tháo cái sợi dây áo của ông ra, thấy áo ra và cột lại, và nói rằng cái người này sẽ bị trói đi và đem giải về Jerusalem. Những người khác nói rằng khuyên Phaolô đừng đi, tiên tri Agabus nói là nếu ông đi vào đó ông sẽ bị bắt. Và Phaolô đã nói gì? Ông trốn không? Không. Ông nói rằng đó là điều Chúa biểu tôi, đó là khải tượng Chúa biểu tôi, và tôi biết được rằng tôi sẽ lên Jerusalem và tôi sẽ bắt và tôi sẽ đi. Tại sao? Lời tiên tri đó ấn chứng trong lòng của Phaolô rằng ông sẽ trả giá vì danh Chúa. Ông không cướp tự. Cho nên nếu như mà chúng ta là Phaolô đó mà không được ấn chứng lời Chúa trong lòng của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trốn, chúng ta không đi. Do lời tiên tri cần phải được ấn chứng ở trong lòng của mình. Và đôi khi cần có 2-3 lời tiên tri để xác định cái lời tiên tri đó là Chúa cho mình. Quay qua cái mình, đừng chỉ tin một lời tiên tri nói mình với mình một lần. Trừ những người nào mà chúng ta thấy rằng người đó có uy tín nói tiên tri và người đó nói điều gì đều xảy ra, nói điều gì xảy ra, thì chúng ta có thể biết chắc chắn đó là người của Chúa và người đó có uy tín, người đó trưởng thành và nói điều gì xảy ra. Còn không thôi, cho em xin. Chúng ta sẽ nói nhanh qua ha. Lời tiên tri là lời Logos và lời của Chúa phán. Và bởi vì Logos, lời Logos của Chúa, chúng ta phải vâng lời Chúa, lời Logos, trước khi chúng ta vâng lời Rhema. Nhiều người chúng ta lời của Chúa kêu mình không vâng lời, mà xin Chúa cho con lời tiên tri để lời tiên tri hình thành trong đời sống con. Chúng ta đang đi ngược lại. Chúa biểu chúng ta tha thứ trước. Chúng ta yêu thương kẻ thù nghịch mình, yêu thương họ trước. Những lời tiên tri mà khi chúng ta vâng lời Chúa với những lời Logos là lời mà trong cái quyển Kinh Thánh trước, và chúng ta sẽ thấy những lời tiên tri đó dần dần được hình thành. Những người không vâng lời Logos trước, mong rằng lời tiên tri Rhema xảy đến cho mình, chuyện đó hơi bị lâu à. Amen chưa? Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên nhiều người, ông mục sư nói tiên tri cuộc đời tôi như thế này thế kia, tôi sẽ mục sư đi giảng khắp nơi này đó. Nhưng mà trước khi cái lời tiên tri mà trở đi giảng khắp nơi đó, ngày hôm nay cho tôi thấy ông là mục sư, ông trung tín với bài chia nhỏ này đi. Ông trung tín với những lời của Chúa dạy gì, vâng lời trước đi. Rồi cái lời tiên tri đi thế giới đó tính sao? Hãy nhớ đến điều này. Có những lời tiên tri trong cụ ước ngày hôm nay sẽ không xảy ra nếu chúng ta áp dụng nó giống như vậy. Thí dụ như cái búa rớt dưới nước của chúng ta mất rớt đồ dưới biển vậy đó. Rồi chúng ta lấy cái khúc cây chúng ta ném xuống và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, lấy búa mà trả lên cho tao. Không có chuyện này. Rồi chúng ta thấy người nào đó mù và chúng ta tin rằng Chúa chịu bệnh cho người đó, chúng ta phun cái pèo xuống dưới nước, dưới đất, trộn bùn lên, chét mắt người đó, hãy lành bệnh nhân danh Chúa Giêsu, hãy sáng mắt. Nếu mà mắt họ không bị nhiễm trùng mới là lạ đó. Thấy không? Cho nên có những cái đó, nhiều khi chúng ta thiếu đi sự trưởng thành, rồi chúng ta thấy Kinh Thánh cái gì chúng ta bắt chước y chang giống vậy. Cho nên tránh xa những cái điều này. Rồi lời tiên tri bỏ bột vào trong nồi có thức ăn độc, ăn sẽ không bị hại. Chúng ta nhớ tiên tri Elise, nhớ cái nồi súp, nồi ấy có chất độc á. Rồi nấu có chất độc, ông lấy bột ông bỏ vô trong đó, rồi cái là kêu mọi người ăn đi. Rồi giờ tôi xưng là tôi là tiên tri, nấu món đồ ăn độc, tôi kêu quý vị tôi bỏ bột cho nó, quý vị lại ăn, ai dám ăn không? Hội thánh này khôn quá, một siêu thành ơi. Tính đồ này khôn quá, họ không dụ dễ dàng dụ. Có nghĩa là chúng ta cần có sự khôn ngoan, đừng có bắt chước một cách rất là khờ dại. Có một số lời tiên tri chúng ta không sử dụng trong ngày hôm nay. Đây là rất là khôi hài. Ê-xê-chi-ên nằm bên trái 390 ngày và nằm bên phải 40 ngày. Nằm bên trái 390 ngày, nằm bên phải 40 ngày. Tôi nghĩ chưa tới 10 ngày đã lỡ lét đầy hết trơn rồi. Rồi
Ê-sai không mặc quần áo và đi chân trần trong 3 năm. Tưởng tượng một tiên tri nào đi vòng quanh mà không mặc quần áo, đi chân trần 3 năm. Những lời tiên tri này là không có thể xài được ngày hôm nay. Ê-sai-trên cạo đầu và râu chia làm 3 phần, giống như là mấy người mà ba giá đó. Những lời tiên tri này không có thể thực hiện được. Cho nên lời tiên tri là cái lời Rhema cần được đánh giá bằng là Logos. Tất cả gì ta nói tiên tri phải được Kinh Thánh kiểm chứng. Cần được cái người kinh nghiệm hơn trong hội thánh để kiểm chứng. Nếu chúng ta nhận được một lời tiên tri nào đó và chúng ta cần thắc mắc, đến gặp mục sư của mình hỏi: em nhận được lời tiên tri này, mục sư thấy sao? Ngoài ra, nếu như chúng ta được Chúa bày tỏ một lời tiên tri cho một người nào đó, thì đầu tiên chúng ta làm: Chúa ơi, cái này có phải của Chúa hay không? Hỏi Chúa trước. Và Chúa ơi, Ngài có muốn con nói điều này cho cái người đó hay không? Hay là Chúa chỉ muốn con cầu thai thôi? Cho nên khi mà chúng ta nhận được sự mặc khải nào cho một người đó về hôn nhân, họ đổ vỡ, vân vân, là cái chúng ta nhào lên chúng ta nói, mà chuyện họ chưa có chuyện gì mà chúng ta nói là có chuyện lớn à? Cho nên chúng ta cần phải rút lui lại và cầu nguyện. Hoặc là chúng ta muốn nói đó: tôi cảm thấy có một cuộc sự tấn công, anh chị hãy cầu nguyện thật nhiều. Được nhiều đủ rồi. Hãy cầu nguyện. Và nếu muốn, đến cầu nguyện với tôi. Đừng nói chi tiết ra. Cái chuyện đó hãy đến với mục sư thành người quản nhiệm của mình, nói cho người đó biết. Và mục sư, em nhận được cái sự mặc khải này. Hội thánh tôi có lần có người mà sự mặc khải rất rõ ràng, người đó chết. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái chuyện chết đó. Chúng ta cầu nguyện Chúa, hội thánh Chúa cần người này sống phục vụ Chúa để cầu nguyện thay cho hội thánh. Và trong danh Chúa, tất cả những linh sự chết, những linh phá hoại, những linh đến quỷ diệt cuộc sống này, trong danh Chúa, người đi khả. Nếu như chúng ta không hiểu được linh tiên tri, chúng ta nói rằng chúng ta thấy giấc mơ người đó chết, chúng ta công bố người đó chết. Giống như mặc dù Chúa nói là Ngài hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, nhưng mà Chúa hủy diệt như thế nào? Bởi vì có người xin Chúa. Ông Abraham năn nỉ của Chúa. Từ 50 người còn tới 10 người. Đáng tiếc trong thành đó không đủ 10 người. Còn là gia đình ông Lot có hai vợ chồng với hai đứa con thôi. Không đủ 10 người, cho nên Chúa bị hủy diệt. Cho nên điều đôi khi chúng ta thấy cái lời tiên tri xấu, nằm giấc mơ xấu, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta đánh trận hay là cầu thai cho người khác, chứ không phải là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Amen. Phải hiểu điều này. Thành ra ai chúng ta là người mà cầu thai sự mặc khải này, thì ngày mai chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sức giàu, và chúng tôi sẽ cầu thai cho quý vị. Amen. Đủ chưa, Mục sư Thanh? Dạ, ok. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Dạ. Tôi khuyến khích chúng ta trở về nha. Chúng ta trở về, chúng ta lấy tài liệu, chúng ta đọc sơ qua để hiểu. Và nếu ngày mai, chiều mai trước khi chấm dứt, thì tôi sẽ cho chúng ta thì giờ câu hỏi. Thì ai có thắc mắc gì, viết xuống tờ giấy, và không biết đưa cho ai, mục sư ha. Đưa cho người nào đó giùm tôi. Rồi tôi sẽ coi lại tất cả những câu hỏi đó, bởi vì tôi không muốn tốn thời giờ một người này người kia hỏi. Tôi sẽ gom lại tất cả câu hỏi, tôi trả lời một lúc, là để bớt thời gian. Chúng ta cùng. Dạ, thắc mắc gì ghi vô. Dạ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Là cha, con cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay thật là quá tuyệt vời. Ngài có mặt tại đây và Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Ngài bày tỏ năng quyền của Ngài. Ngài đã chữa lành và giải cứu rất nhiều con dân của Ngài. Chúng con vâng lời cảm ơn Chúa vì Chúa thật là tuyệt vời. Con cảm ơn Chúa, chúng con đang bắt đầu trong hành trình về môn tiên tri. Và xin Chúa tiếp tục mở mắt, mở lòng, mở trí chúng con, để chúng con hiểu sự khuyên nhiệm được giấu mà trong lời của Ngài, đặc biệt là tiên tri, để chúng con bước đi như một người trưởng thành, bước đi trong một sự khôn ngoan, và chúng con không lạm dụng ân tứ của Chúa và đem đến sự chia rẽ, đem sự lộn xộn, đem sự bất hòa trong hậu thánh. Con cảm ơn Ngài. Cha Thánh ơi, con cầu nguyện như này, những gì mà chúng con nghe ngày hôm nay trong danh của sự dùng huyết của Chúa đóng ấn trong lòng của từng người một, để họ không quên những gì họ đã nghe, đã học ngày hôm nay. Và con cầu nguyện kích hoạt cho tất cả những phần tâm linh của họ, sự hiểu biết của họ, để những gì con chia sẻ cho họ ngày mai, Chúa ơi, chúng nó chỉ không lời của Chúa, không chỉ gia tăng một cách nhỏ bé, nhưng mà lời Chúa sẽ tăng 30, 60, 100 lần hơn. Và tại hội thánh tại đây, và những ngày ai đang dự trên online, họ sẽ được gây dựng, khích lệ đời sống mình, và họ sử dụng ân tứ này một cách rất là ích lợi và vũ khí sắc bén cho vương quốc của Đức Trời. Con cảm ơn Chúa và hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.